Đây nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ mạch trên Antium mà dành cho người mới bắt đầu. Môi trường đầu tiên ấy, các công việc chúng ta cần làm ấy, là môi trường Antium là gì, đấy, mở nó như thế nào, tạo như nào, các thành phần nó như nào. Thứ hai là tạo ra một project, tạo một project để chứa tất cả các cái dự án, những các cái file, ví dụ file sử dụng nguyên lý, file mạch in vân vân ở trong cái project này. Cái thứ ba là tạo file schematic. Schematic là cái file để vẽ cái sơ đồ nguyên lý. Cái thứ tư là mình nạp cái thư viện vào để có cái thư viện để vẽ ra các cái mạch. Thứ năm là vẽ cái mạch nguyên lý. Ở đây thường ấy, thì mạch nguyên lý là các loại mạch biết trước rồi. Thứ sáu là xác định kiểu chân cho linh kiện. Ví dụ khi mà vẽ mạch nguyên lý xong thì mình sẽ vẽ cái mạch đấy rồi, thì cái kiểu chân của linh kiện là gì, loại linh kiện cắm hay linh kiện dán hay là gì đó thì tùy, thì lúc này mình xác định. Bảy là tạo một cái mạch PCB, cái mạch PCB này dùng để làm máy in. Tám là sắp xếp mạch. Chín là chạy mạch bằng tay. Và 10 là xuất mạch ra file PDF. Thì xuất mạch ra file PDF với tỷ lệ là 100%. Tức là cứ khi mà ví dụ mình xuất ra A4 thì khi đi in A4 mà để 100% thì có nghĩa là mạch thật. Thì ở đây mấy cái linh kiện mình cần có đây, ví dụ như là mình sẽ có một cái LCD chẳng hạn. Cái màn hình LCD là đây là 16x2. Còn chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái mạch mà có LCD graphic. Đấy, cái graphic LCD này thì chân nó giống với cả nó sẽ tương đồng với cả LCD 16x2. Thì đây là kiểu chân của hai cái. Thì tùy chúng ta là dùng cái gì, nhưng mà cái này thì hơi khó. Thì thường trong các dự án cơ bản là người ta dùng cái LCD 16x2 này. Đấy. Thì ở đây có các cái kiểu chân thì nó ở trên này. Đấy, nhìn trên đây là thấy là cái số trên đây là từ 1, 2, 3, 4 này, rồi vân 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 vân. Đấy, thì các cái kiểu chân này ở trong này nó có. Thì các cái này là nằm trong thư viện hết rồi. Thế có cái phần quan trọng nhất đó là chip. Chip ở đây là chip 10 chip PIC, có PIC 18F4550. Đấy, mình quan trọng nhất là cái chip này, và mình vẽ mạch. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là vẽ mạch cho cái chip này nó hoạt động. Đấy, hoạt động được. Thì một số cái linh kiện, ví dụ như đây là chân cắm, thì mấy cái này là chúng ta biết trước. Cái kiểu chân cắm này là cái loại từ hai cái chân này. Đấy, cái loại này là nó 5,17 mm. Đấy, cái loại này như thế, đo chính xác thì mình biết, mình có thể rút ra được. Cái loại này nó màu xanh, cho nên là mình thì hay gọi là cọc. Cái loại này là cọc, gọi là nếu mà đi mua thì cọc xanh cắm rút được mà lại chân cong. Đấy, để gọi là cọc xanh chân cong cắm rút. Ở đây người ta cũng có cái vít vặn vào đây, mình sẽ vặn dây vào đây, sau đó thì mình sẽ, cái này mình sẽ hàn lên mạch. Đấy, sau đó thì mình sẽ cắm vào như thế này. Đấy, nó giống như thế này. Như thế này, đây là cọc xanh chân cong, đây là cái mạch điều khiển động cơ mà mình thiết kế để điều khiển hai cái động cơ. Thì mỗi cái động cơ là sẽ làm một cái mạch phía bên trên này và làm một tầng. Thì có bao nhiêu động cơ thì ghép bấy nhiêu tầng lên. Thì ở đây tất cả cái tín hiệu ra đều là tương đồng. Ví dụ cái này là mình có thể hoàn toàn rút được. Đấy, rút ra được như thế này. Đấy. Thế còn có một cái loại cọc nữa là cọc vặn ốc. Đây là cái loại này, vặn vít ấy. Cọc là vặn vít, tức là mình đưa dây vào đây xong mình vặn cái vít này vào. Thế còn loại này mình gọi cái này là cái răm. Đấy, gọi là cái răm. Răm ở đây nó có hai hàng nên chúng ta gọi là răm đôi. Còn cái chiều dài này là bao nhiêu thì tùy ý, nhưng nó lại có hai hàng. Đấy. Thì linh kiện trên này thì nó có rất là nhiều, nhìn thì trông nó hoa mắt thế này thôi, nhưng mà thực ra nó là rất là bình thường. Thì ví dụ như một cái thứ ba là ví dụ như cái này chẳng hạn. Cái này là một cái loại mạch mà trên này nó có tích hợp cả chip. Đấy, cả chip lẫn mạch động lực. Ví dụ cái này là điều khiển động cơ chẳng hạn. Chip với mạch động lực thì ở đây chúng ta nhìn thấy là nó có một cái đầu vào đây. Đấy.
đầu vào này là mình thiết kế là điện vào 220V, à quên nhầm, điện vào 5V. Đấy, đã ổn áp rồi, tức là điện 220V đi vào một cái mạch nguồn. Đấy, sau cái mạch nguồn ấy, là biến đổi từ 220V về 5V một chiều đấy, ổn áp, thì bắt đầu mình mới cắm vào đây, thiết kế cắm vào đây. Cái loại này thì không cắm ngược được đấy. Không bao giờ cắm ngược được. Thế còn ở trên này nó có một cái cắm đây, dài dài, cái dây dài dài các bạn thấy đây. Đây chính là cái mạch nạp chip. Thì cái này là cái này mạch nạp PIC kit 2 đấy. Thì đây đây là cái là mạch nạp PIC đấy, mình nạp chip. Thì ở đây nó có một cái dây cắm như này. Tức là PIC của mình luôn luôn nằm trên mạch này, mà mình có thể lập trình trên máy tính, sau đó cắm cái này này vào vào máy tính, vừa có thể lấy nguồn để nuôi mạch và vừa có thể nạp được chip. Đấy. Và chúng ta có thể rút ra được cái như này. Thì rút ra được cái này thì ở đây này là cái này gọi là cái RAM đơn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? RAM nó có một hàng thôi. Lúc nãy chúng ta có RAM đơn. Ở đây chúng ta có thể cắm vào như thế này. Đấy. Thì đây có một cái là rất quan trọng, đó là cái cộng đồng này này. Các bạn sinh viên làm ấy thường hay quên cái thiết kế cho cái này. Tức là các bạn làm là không để cộng đồng lên đây. Thì thứ nhất là khi hàn linh kiện ấy, chúng ta cắm linh kiện này xuống, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là cái chân linh kiện nó cứ thò dài ra mãi đây này. Thế là đến lúc là mình để mạch như này mà xong mình cắm linh kiện xuống này, thì cái chân này nó thò xuống đây, bắt đầu là mình lại để cái này trên mặt bàn chẳng hạn. Đấy, thì sẽ rất là khó để cắm và để hàn. Thường nó được linh kiện nó không được vuông vắn như này mà hay nó hay bị sộc sạch. Đấy, cái thứ hai, cái thứ ba là cái này của mình là mạch này là mình là bằng tay. Đấy, là bằng tay thì không phải là mạch đi đặt đâu, nhưng cái này nó có màu xanh đéo đấy. Thì cái này là do có một cái bí quyết nhỏ nhỏ làm ra là màu xanh được. Đấy, hóa ra là làm mạch xong mình đeo mình sơn một cái, xong rồi sơn bóng phải. Sơn màu xanh, sơn bóng phải. Thế nó đẹp ngay. Đấy, thì đấy là cái bí quyết mà ít người làm lắm. Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một cái mạch cơ bản thôi. Tức là trên này nó sẽ có một cái là cái rắc nguồn vào, đấy, cắm nguồn vào. Sau đó thì trên đấy nó có một cái nguồn là nguồn xoay chiều, ví dụ xoay chiều 9V nữa. Thì đây với cái nguồn xoay chiều, cái cù nguồn xoay chiều 9V ở trên đấy, cái cù đây đây. Đấy. Đó. Đây. Thì đây là một cù nguồn xoay chiều. Ở trên này nó ghi là 9V. Đấy, các bạn nhìn rõ. 9VAC. Đấy, 9VAC 1000 mA. Đây là 9V xoay chiều. Thường cái cù này nó bán sẵn mà giá rất là rẻ. Đấy, đầu nó lại chuẩn này. Chuẩn cắm như này. Đấy, giống như kiểu là cái đầu để cắm vào cái switch cho nối mạng internet ấy. Thì mình sẽ thiết kế một cái mạch để cắm cái này vào. Thì bây giờ bắt đầu. Let's go. Đấy, bắt đầu Antium. Đầu tiên mình mở cái môi trường Antium lên. Đây là cái môi trường Antium mới mở lên, thì nó mới có cái này, có cái này chả để làm gì, tắt nó đi, chuột phải vào tắt nó đi. Thế bây giờ cái phía bên này là project, cái quản lý project, còn phía bên này là cái file mình làm. Thì đầu tiên ấy, mình xem nó có cái gì đây. File này, new này, thì cái này mình hay dùng nhất, ví dụ project này, PCB này. Thế còn ở đây nó có rất nhiều thứ, cái tạo thư viện này, tạo script, file script, rồi tạo file để mô phỏng, rồi vân vân, rồi các loại khác. Đây mở project, rồi mở một cái workspace. Workspace là cái môi trường để làm việc. Thế còn cái view này thì thực ra mấy cái view này rất ít dùng, command line rất ít dùng, bởi vì cái menu này nó chưa đủ. Khi nào mở đến đâu nó sẽ hiện cái menu này phù hợp với cái mình đang cần đến đấy. Thế đầu tiên mình sẽ tạo ra một project new, project, xong rồi PCB project. Tức là cái này chúng ta muốn tạo mạch in cho nên phải có cái PCB project này. Rồi, tạo ra nó chưa có gì cả. PCB project 1, no document, không có cái gì cả. Cái thứ hai, tạo một cái file schematic. Cái file schematic là để chúng ta vẽ cái sơ đồ nguyên lý vào. Tạo file schematic, nó sẽ hiện ra đây. Rồi,
thế đây là một cái tờ, đây là một cái tờ letter, cái khổ giấy, cái khổ letter, nhưng tôi cả nó chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được. Nhưng cả nó cái dự án chúng ta bây giờ đang nhỏ thôi, chưa cần thiết phải thay. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ lưu cái này lại, file save vào giấy, hoặc là chúng ta vào đầu tiên vào file save vào all. Đấy, file save all. Thì để làm cái việc này nhanh ấy, đây chúng ta thấy cái chữ F này này, nó có cái chân V ở đây, có C và ôn có chữ L có chân, đây có C và S thì có chữ A có chân, đây C và có chữ S có cái chân hoặc là Ctrl F. Thì chúng ta để ra đây, chúng ta bấm trên bàn phím là F thì nó sẽ ra cái menu này nhá. Để đây thử này, F. Đấy thì ra cái menu đấy. Xong bây giờ chúng ta muốn bấm cái này chẳng hạn, chúng ta để chuột bất kỳ chỗ nào, chúng ta bấm tiếp cái chữ L, L cao bất kỳ chỗ nào nhỉ? Bấm chữ L cao thì nó sẽ là vào file save all. Thì chúng ta sẽ để cái này một cái chỗ nào đấy, nhưng mà tôi làm lấy ví dụ, tôi làm desktop hướng dẫn Antium. Rồi đây là Tuấn Anh, đặt cái tên mạch ấy. Là cái tên mạch ấy. Tôi thì tôi hay đặt tên này là Tuấn Anh, không ấy lắm. Mạch này là mình làm mạch của mình sẽ đặt mạch, phải đặt tên đấy, một cái tên mạch đó, ví dụ như là mạch đa năng nhá. Mạch đa năng, đây là mạch đa năng mà mình dùng pick gạch dưới pick rồi mạch đa năng mà mình dùng pick, thế là xong đấy. Xong rồi mình trừ một cái ví dụ của tôi là chuyên dụng là Tuấn Anh TA, thì hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 năm 2014 thì mình ghi là 4 tức 2014 đấy, mùng 3 tháng 3 thì đây là 03 tức là tháng 3 đấy. Ví dụ như là về sau trong một tháng thì thường mình chỉ có một dự án thôi. Nâng cấp 1-2 gì đó thì chúng ta sẽ có V1, thế đây là cái V1, thì đây gọi là mã sản phẩm đấy. Thì copy cái này lại, copy xong rồi save vào. Tại sao phải copy? Bởi nó hiện ngay ra cái lúc nãy cái file schematic đây rồi, bây giờ có file PCB, bây giờ tôi lại dán vào đây, paste vào đây đấy, kệ nó, paste như này thôi, đặt tên nó gõ cũng được, paste được, Ctrl V cũng được, save vào. Xong cái bước thứ hai là chúng ta vào cái SCH này, chúng ta lấy cái library, nhưng mà hình như library nó hiện đây rồi đây. À, chúng ta có vào system, cái library chúng ta vào system, nó nằm ở đây này, là system thì tích vào library thì nó sẽ hiện ra đây. Ta, cái này chúng ta bấm vào đây để nó ghim lại, bấm vào đây rồi. Cái này nó đang hiện 3D, môi trường 3D, nhưng mà chúng ta bấm vào đây cho hiện, bỏ môi trường 3D, chúng ta cho hiện môi trường 2D nhìn nó dễ. Thiết kế 3D thì cái kiểu chân chúng ta hơi khó nhìn đấy. Thì ở đây là thư viện, cái tên thư viện, tên linh kiện. Thế còn ở đây là tên thư viện thì mình có thể chọn, đầu tiên là chọn cái thư viện trước. Đây ví dụ như ở của tôi có bằng này thư viện, tôi đã add vào đây rồi, thì mình chọn thư viện nào thì nó sẽ có linh kiện ở trong cái thư viện đấy. Thì làm thế nào để thêm được cái thư viện này? Thì nếu giả sử các bạn mở ra nó sẽ chưa có gì đâu, hoặc là nó có những cái gì đó không dùng được, thì chúng ta sẽ vào library, xong rồi vào ví dụ project đi chẳng hạn nhé, thì nó sẽ thêm vào đây ví dụ thế. Nhưng ở đây của tôi install nó có sẵn có rồi, tôi để vào project chẳng hạn thì nó sẽ vào đây, thì cái project nào riêng project đấy. Tôi add library, thì library của tôi thì tôi để ở đây, các bạn copy cái này của tôi về, sau đó thì để chỗ nào đấy thì mình thêm vào. Ví dụ như là tôi sẽ thêm vào là tất cả cái này trừ những cái mà là phiên bản, ví dụ như là PCB 4.6 với cả 4.7 thì thôi. Đây đến đây 4.6 thì bỏ đi vì có 4.7 rồi, 5.9 có 60 thì bỏ 5.9 đi, dùng 60 đấy. Xong tức là mình chỉ chọn những cái mình cần thôi. Đấy thì nó sẽ sang đây. Ok, có lâu thì nó sẽ sang đây. Nhưng thực ra sang đây là mình nhìn thấy thôi, mình hoàn toàn có thể là sửa linh kiện được ở đây. Thế nhưng mà cái cơ bản ấy là sau khi bấm vào đấy nó lại vào đây. Lúc trước của tôi có rồi, thế nhưng mà bởi vì tôi cài rồi, tôi cho vào rồi,
Nên nếu không thì các bạn thêm vào đây nó sẽ tự nhảy sang đây. Rồi xong. Bây giờ tôi tạo ra một file thư viện là tact.sh riêng. Rồi bây giờ mục tiêu của mình là đi vẽ một cái mạch, một cái mạch nguyên lý dành cho vi điều khiển PIC có thể hoạt động được. Thì cái mạch nguyên lý này các bạn có thể lấy ở đâu, ở tài liệu nào đó, nhưng mà tôi vẽ luôn. Đầu tiên là sẽ có là PIC này. PIC thì gõ đi. Hoặc là tôi gõ là 10 đây. PIC 18.452. Tôi vẽ cho 18.452 nhé. Ví dụ thế. Tôi vẽ cho PIC 18.452. Thì ở đây của tôi hình như chỉ có 18.452 thôi. Không sao, bởi vì loại 40 chân ấy, thì lại cắm lẫn được. 18.452 hay là 18.450 thì lại cắm lẫn được. Cho nên lại không ngại gì. Rồi. Đây của tôi chỉ có 18.452, tôi sẽ lấy 18.452. Bấm vào đây một phát thôi để nó sẽ hiện ra đây. Xong rồi vào đây, bấm vào place pick thì nó sẽ nhảy ra đây. Đấy. Rồi. Chuột phải là nó sẽ mất đi. Chuột trái là đặt linh kiện, chuột phải là nó mất đi. Thế cái linh kiện này, cái chúng ta bấm chuột giữa xong là zoom thì là mình bấm chuột giữa xong mình đẩy đi đẩy lại nó sẽ zoom như này. Bấm chuột phải xong rồi kéo ra kéo vào, cái lên cái xuống này là pan. Bấm chuột giữa là zoom. Hai cái này cực kỳ hay dùng. Rồi. Thế chúng ta mới có một cái sơ đồ như này. Thì cái chân MC clear này là chân số 1. Luôn luôn phải đi kèm với một con diode. Đấy, một con diode thì chọn chân ở đây xong rồi nhìn cái chân ở đây này nó có phù hợp không để tí nữa mình đỡ phải đổi nhiều. Diode bấm dấu cách để quay. Mình chưa bấm gì cả, mới GG đi thôi. Chưa bấm gì cả để bấm dấu cách để quay. Thì mình cho vào đây đi. Đấy, một con như này nó lại dính để có thể pết thêm một nữa, chuột phải nó mất đi. Rồi bấm một con chở thì tôi đặt tên là hình như đã đặt là chở đây, điện chở mà đặt tên nó là chở luôn thì pết vào đây, cho vào đây thì tôi sẽ vẽ cái mạch này rất là cơ bản, mình cứ sắp xếp linh kiện đã. Xong ở đây là điện 5V rồi, lấy ở đây 5V ra để vào đây. Rồi thế bây giờ mới chạy dây như thế này thì bấm vào đây để place wire là chạy dây. Bấm vào đây thì con trỏ nó sẽ chuyển đi. Bây giờ mình đặt vào đâu nó sẽ có cái màu đỏ đỏ đấy. Bấm sang thì nó nối rồi thì nó tự mất cái đấy đi. Không, chuột phải là nó mất chế độ, chuột phải để bỏ cái chế độ đi, bỏ cái này đi để nhìn cho nó tiện. Rồi cái thứ hai nữa là các cái chân nguồn, chân mát ở đây. Ví dụ đây, chân nguồn đây thì bấm một cái vào chân nguồn bên này, chuột phải mất đi. Chân mát đây, ví dụ thế. Mình bấm vào đây thì là mình cho VDD vào đây, VSS vào đây, VDD vào đây, VSS vào đây. VSS là chân mát. Thế là cái này nếu mà cầm chuột mà di đi thì nó mất, nó chạy đi mất. Cứ cầm chuột mà di đi, bấm chuột di nó chạy mất. Thế mình phải giữ căn trôn rồi nhá. Xong bấm chuột di thì nó còn nguyên. Đấy. Thế mới hay. Bấm chuột di thì nó còn nguyên như này. Đấy. Thế giờ mình muốn nó gọn chẳng hạn thì bấm chuột di lên đầu này xong rồi bấm chuột như này nhá. Xong bấm phím cách để quay xong lại đặt vào như này. Đấy thì nó sẽ rất là gọn. Đấy, ưu tiên là cho mạch gọn mà. Đấy, ví dụ này. Cái này cho lên đây ạ. Gì quay như này, đặt vào. Xếp vào đây. Đấy. Cái này cho vào đây. Ưu tiên là mạch là càng gọn càng tốt, nhưng tất nhiên là mình sẽ phải có gọn đến một cái mức nào đó thôi. Đấy. Bấm để quay. Bấm vào đây cho nó hiện ra là cái nào với cái nào đấy. Giờ nó không hiểu là mình đang bấm cái nào. Xong rồi. Thế bây giờ mình sẽ cho một cái nữa là cái LCD thỉnh thoảng phải ghi lại, không nhỡ là phần mềm nó lỗi hoặc là mạch nó mất điện. Bấm bất kỳ chỗ nào ở trong này gõ chữ LCD thì bấm gõ chữ L một cái nó ra LCD rồi.
Đấy, bấm vào LCD này. Ở đây tôi có kiểu chân là thiết kế kiểu chân là dành cho LCD 20x4 hoặc là LCD 16x2. 16x2 thì cái lỗ chân bé bé, còn 20x4 nó to to. Mình nó lại cùng cùng một cái kiểu chân này. Mình dùng nào mình dùng. Ví dụ cái này là 20x4, còn 16x2 thì nó chỉ có hai dòng ở trên thôi. Bullet là cái. Đi ra đây. Đấy. Giữ căn trôn và lăn chuột thì nó sẽ zoom trong cái trường hợp này là mình không giữ được giữa, ví dụ thế chẳng hạn. Bấm vào đây. Thì ở đây cái này mình sẽ bôi này, mình kéo cả cái này cho lấy ra. Đấy. Ô cái nhầm kéo này. Đấy. Xong. Bây giờ trường hợp này mình zoom rất là dễ dàng. Cái LCD ở đây nó có là chân GD, chân LED rồi chân mát các thứ, nó kia rất là nhiều. Thì mình cứ theo cái tên ở đây thôi. Ví dụ chân GND bấm vào đây, quay đây, GND này. Bỏ đi chân dương là VC này. Thì bấm vào đây, nó là 5V mà. Rồi, cái này là đấy. Chân contrast thì cần giờ S giờ VK thì cần E thì cần. Đấy thì còn các chân này có chân thì cần, có chân thì không. Mình bấm một cái đây. Nối kéo từ đây đi. Ra đây. Chuột phải một cái để nó mất chế độ là đang vẽ dây nối đi. Xong bấm chuột phải phát nữa để mất chế độ là ở trong đường vẽ dây. Xong giữ căn trôn bấm chọn đường này, chọn đường này, này. Giữ căn trôn bấm kéo nó ra. Ví dụ kéo ra như này chẳng hạn. Để làm gì? Để mình tí mình đặt tên. Thế xong kéo này rồi, xong mình xóa cái đường này đi. Xóa đi. Mình có thể bấm phím đen trên, bấm phím delete ở trên đấy. Cái này là thừa bởi vì là mình đã vẽ rồi nhẽ ra. Lấy mình nên vẽ cái kia trước. Xong. Thì cái này này là tên, này là tên của linh kiện chứ không phải tên đường dây. Đấy. Thì bây giờ cái D3 này. D0, D1, D2, D3 là mình không dùng, mình xóa nó đi. Đấy. Thế còn những cái này là mình dùng. Thế chân LED này này. LED này thì mình cũng có thể dùng có là không. Nếu mà mình không dùng thì LED nó sẽ rất là tối. Thế cho nên chân này cũng dùng, xóa cái này đi để cho cái gỡ mát vào đây. Cho mát vào đây. Thế còn cái chân dương của LED đây nhá. LED dương theo cái đèn nền, ví dụ nó sáng như thế này này là đang có LED kiểu như thế. Thì ở đây mình sẽ cho trở hoặc diode. Cách dễ nhất là cho diode. Đấy. Diode thì mình chọn diode ở đây. Mình bấm vào đây thì diode thì tại sao lại cho diode? Vậy diode thì nó dòng nó giữ nguyên. Thế nhưng mà áp thì nó lại giảm đi. Thì mình bấm hai con diode nối tiếp với nhau. Thì mỗi một con là 0,6V, hai con là 1,2V. 5V mình cho 5V vào đây. Cái này nó không điều khiển gì hết nhá. 5V vào đây trừ đến 1,2V rồi còn 3,8V vào LED này thì LED nó mới bền. Nếu như các bạn mà không thích như này vì dòng nó lớn quá thì các bạn hoàn toàn có thể là thay hai cái này đấy bằng một con trở, bằng một con trở với cái giá trị, tức là giá trị mình nên cho hai con trở, nên cho hai con trở như này đấy, với giá trị của trở là nhỏ thôi, bởi vì thực ra bên trong cái LCD cũng là LED mà đấy, cho nên là mình sẽ cho hai con trở như này, giá trị là nhỏ hơn. Ví dụ như cái này mình bấm vào LED này, kích vào đây cũng được. Nhưng mà mình bấm cái nút vào LED đây thì giờ mình sửa ở đây. À, bấm cái nút vào trở mình sửa ở đây. Sửa cái trở này mình cho 220 thôi. Đấy, enter. Kích nút vào cái con trở này mình sửa ở đây là comment này, mình sửa mình sẽ dùng hết ở comment. 220 là cho giá trị của linh kiện. Cũng được. Như thế này thì nó bền hơn so với cái phương án kia. Vì nếu mà có dòng nó mạnh quá thì nó sẽ tiêu tán bởi trở. Dòng nó như thế nào đấy thì nó cũng trở là trở hạn dòng. Nên là LED nó mới bền. Còn mấy cái này chẳng hạn, cái này có vẻ hơi vướng nhỉ. Mình hạ cái này xuống. Hạ cái này sắp xuống để viết vào đây. Xong mình đặt tên bấm vào đây. Đấy, plate net white đây. Plate net label. Label. Cái này cũng vậy. Ở đây như thế này thì nó vướng quá. Quay nó đi, bấm phím dấu cách để quay nó đi. Thế nhưng mình đặt tên bấm phím tab. Bấm phím tab để đổi cái tên này. Thì mình sẽ đặt LCD gạch dưới để cho nó đỡ lẫn nhé. Nhẫn nhé. Con chat. LCD gạch dưới con chat. Enter. Xong mình đặt vào đây. Rồi. Cái chân thứ hai cái tên nó vẫn thế. Bấm phím tab một cái nữa. Xong mình sửa cái chữ con chat này thành chữ RS.
vào đây, bấm phím tab một cái nữa, thì cái này là giờ với kép. Bấm phím tab một nữa, thì cái này là E. Đấy. Thế còn cái này là LCD là D4 đến D7. D4. D5. Cái số nó sẽ tự nhảy. D6, D7. À, cái giờ với kép này mình cũng chả cần. Xóa nó đi. Nó cho cái chân giờ với kép xuống mát. Bởi vì cái chân này khi mà lập trình mình hoàn toàn có thể sửa bằng phần mềm được. Tức là mình không dùng chức năng đọc lại giờ là read. Còn cái kép nó write. Mình không dùng chức năng đọc lại. Mình chỉ dùng chức năng ghi vào LCD thôi. Đấy. Thế cái này là xong. Bây giờ mình copy cái này. Mình copy cái tên này. Bấm cái này, này. Giữ ship. Hoặc là giữ như thế này, giữ ship trong quẹt như này thì nó mới không mất. Ctrl C một cái để copy. Xong rồi ra ngoài mình bấm Ctrl V một cái. Ví dụ thế. Mình sẽ bấm vào đây, ví dụ thế. Này. Cho cái này gần vào. Thế mình lấy được tất cả các cái net name, tức là cái tên của cái đường dây này này. Nhưng mà bây giờ mình cho một cái này có bao nhiêu dây? 1 2 3 4 5 6. 6 dây thì mình cho vào một cái header 6 này. Nên cho header 6 hay header 8 nhỉ. Thôi mình để ra vì ra LCD như này, ví dụ mình về sau mình dùng cáp này. Mình dùng cáp thì mình sẽ dùng cái header mà có cả nguồn. Chào các bạn, tôi đang nói dở về cái phần chân của LCD. Thì ở đây là một cái mạch ví dụ này. Đây là một cái mạch ví dụ mà tôi thiết kế, thì cái LCD đây này có thể cắm rút được này. Đấy, đây. Đấy, để chân như này. Để cắm vào. Cắm vào đây và cái này này. Đấy, để cắm cái mạch của chúng ta vào LCD, vì cái LCD này hoàn toàn không dính dáng tí gì đến mạch của chúng ta. Đấy, không dính dáng tí gì luôn. Thì đây là cái phần mà cái đế cắm, là cái đế này rất hay, là có thể cắm không rút được. Ví dụ đây nhá, mở đây đang để nhá, chỉ mở nó ra như này đấy, xong nhấc nó ra, thích cho chip vào thì đặt vào như này, xong là ấn nó vào này, thì chúng ta hoàn toàn có thể cần, vì cái này là cái bo tôi đã làm là bo 851, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể là với bích chúng ta hoàn toàn có thể cắm liền vào trên mạch được. Đấy, thì tôi sẽ dẫn tiếp, đó là cái LCD này đang đi dở. Cái LCD contrast ấy, là cái để tăng giảm cái độ sáng của cái màu đen của cái chữ này. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái LCD contrast đây. Đấy, chúng ta phải vẽ như này, hoặc là cho một cái con cho ra ngoài cũng được. Chúng ta cần một con biến trở là VR đi. Đấy, VR. Đấy. Varesisto. Đây, quay hợp lý thôi. Đấy, chuột phải cho nó mất đi. Thì cái này mình sắp xếp lại chữ, mình bấm cái chữ này. Cái biến trở này chúng ta chỉ cần là loại 5K. Đấy. Một đầu cho dương, một đầu cho âm, và một đầu cho contrast. Thì con chat chúng ta có để đây, xong rồi copy xong dán vào đây. Như này cũng được. Đấy. Thế nếu không thì chúng ta có thể xóa cái này đi, xong chúng ta nối dây vào từ đây. Nếu mà nối dây ra như này thì cũng khỏi cần luôn phải đặt tên. Đặt tên được. Sao?
Nếu chúng ta đặt tên bỏ đi sao cho vướng, nếu mà thấy nó không vướng lắm ấy thì cho nó ra như thế này thì cũng không sao, như thế này đấy. Giữ con trôn để làm cái việc đấy, giữ con trôn để làm cái việc này rồi. Thì cái này chúng ta nhìn thấy dính dính này, nó có cái màu đỏ ngay chỗ con chuột ấy. Đấy. Rồi thế tín hiệu ở đây chúng ta sẽ lấy đưa ra là một cái chân mà để có thể cắm cáp được. Cái này nó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó 6 cái. 6 cái chúng ta lấy một cái header. Header 6. 6 đây này, 6 chân đây này. Đấy, cái này trông nó như này rồi. Để cắm ra. Đấy, quay. Cho vào đây. Đấy, trước sau gì kệ nó. Kéo nó ra. Xong rồi cho nó vào. Cái này vào cho nó đẹp. Nhưng mà bắt buộc phải có cái màu đỏ đỏ ở cái tên ấy. Đấy, xong rồi đưa lên gần. Có nghĩa là cái này là mình sẽ thực hiện cái nhiệm vụ đó là đây này. Cái đấy mình sẽ thực hiện nhiệm vụ đó là mình sẽ cắm LCD, thì cái LCD mình thiết kế ở trên mạch ấy, là mình đã có cái chính là cái LCD này rồi. Thì nó là cái chân này, này. Đấy, trên mạch là 16 chân, nó chính là cái chân này. Thế còn cái phần header mình đưa vào đây này, nó có 6 chân ở đây này. Đấy. Cái này chỉ cần 6 chân thôi, xong mình cái này cắm vào là cái phần LCD. Còn cái phần cáp phía bên trên đây, chúng ta hoàn toàn phải cắm vào như này. Đấy, thì cái chân này toàn bộ chân này là chân tín hiệu hết. Đấy. Các bạn nhìn nhé. Thì cái đấy chúng ta đã có rồi. Đấy. Có rồi, đây rồi, cần cắm này. Vậy LCD là xong. Đây cái này xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng là còn một cái nữa, đó là mấy cái nút, ví dụ như là nút mấy cái header ra để mấy cái cọc vào để đưa nguồn vào rồi vân vân. Thì cái cọc đấy thì tôi dùng cái từ cọc này, cọc hai đây. Cái cọc hai chân nó như thế này, chân nó như thế này thì ở đây tôi có một cái cọc 4 đây. Cái này là 4 chân ở đây, chả biết vứt cái cọc 2 nó đây. Đây nó như kiểu này. Đây. Đấy, đây này. Đây. Này. Đấy. Đấy, mình cắm vào. Cắm nguồn vào, cắm cái đầu vào. Ví dụ như kiểu như này nhỉ, thì đây là cái cọc 4. Nó có 4 cái lỗ đây. Đấy, cái loại này, cái cọc này thì là chân nó tương đối to, nó loại 1,2 mm và cách nhau là 5,17 mm. Ở đây chúng ta lấy một cái cọc 2 bấm vào đây, blade ra cọc 2 xoay xoay như này. Đấy. Chuột phải mất đi. Nhưng chúng ta còn muốn có một cái nữa, đó là dùng cái chân cắm. Chúng ta có thể bấm vào đây để tìm cho nó tường minh. PVKR đây. PVKR 2.5. Tức là cái loại đưa nguồn vào. Cái loại này là cái chính là cái đầu. Chính là cái đầu cắm. Đây. Đây, chính là cái đầu để chúng ta cắm nguồn vào đây. Đấy, chính là cái loại này. Đấy, nó ở đằng sau nó có 3 chân đây. 1 2 3. Đấy. Chân cắm. Thì cái này chúng ta sẽ lấy cái nguồn này. Đấy, để chúng ta cắm vào. Nếu cắm vào thì đây, cái chân này. Cắm vào như này. Thì mạch nó sẽ rất là gọn và rất là đẹp. Bây giờ mục tiêu chúng ta bây giờ đang làm đó là làm cái mạch này, cắm nguồn vào này. Đây là 9 phút AC nhé. Xong rồi qua một 4 con diode nắn dòng. Đấy. Xong rồi có tụ, có ổn áp. Đây là ổn áp. IC ổn áp. Đấy. Thì để đơn giản thì tôi cứ dùng là ổn áp 7805. Nhưng mà thực ra bây giờ người ta hay dùng là NM2576. NM2576 đẹp hơn nhiều. Cái chất lượng tốt hơn nhiều. Đưa vào cái này. Ở đây tôi muốn là dùng cái gì cũng được, cho nên tôi để hai cái. Đây này, hai cái dùng cái gì cũng được. Đấy thì ở đây sẽ có một cái cực âm, cực dương, hai ba đối với nhau, một tách ra. Đấy thì sẽ đưa vào đây thì chân này sẽ nối ra đây, nối vào đây.
nối vào đây đi, nối vào thằng này với thằng này là nối nhau, đấy, còn thằng này với thằng này, đó, chân một nối ra ngoài, có nghĩa là cắm điện vào đây cũng được, cắm vào đây cũng được. Sau đó lấy con diốt, cái này xóa cái này đi, diốt, bỏ diốt ở đây, diốt đây bấm vào đây, chúng ta cần 4 con diốt đúng không? Để nắn dòng từ xoay chiều sang một chiều là cần 4 con diốt, đấy. Bốn con diode thì giờ tôi sẽ nối này, cái đầu này sẽ là ra dương ra này, đấy, cái đầu này cái chỗ này sẽ là vào này. Đấy, đây là âm ra này, đấy. Thì thằng này nối vào đây một phát, thằng này nối sang đây một phát, đấy, chỗ phải mất đi, thì cứ cái chỗ nào có nối này thì nó mới nối với nhau, cái này thì không, cái này là không nối với nhau, đây, đấy, đường, đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng tiếp một con nó là tụ. Đây này, bỏ con này đi. Con này đi thì mình gõ trực tiếp đây được. Tụ. Đấy, tụ ở đây thì tôi cần tụ to to một tí. Ví dụ tụ 1000. Tụ đây. Để nó tích lại điện và nó san phẳng cái sóng nó nhấp nhô như này, nó sẽ san phẳng đi. Và cho một cái con tụ con nữa. Cái loại tụ 104 như này. Đấy. 104 này là cái loại tụ mà có cái chân cắm nó cái loại này nó hơi hơi đặc biệt một tí. Đây. Ví dụ đây cái mạch này của tôi là đây. Cái loại tụ 104 thì chính là loại này. Màu xanh này. Đấy. Chính là loại tụ màu xanh, các bạn nhìn thấy đây có 4 con, 1 2 3 4, 4 tụ. Tụ này là tụ xoay chiều. Đấy. Thế là nó sẽ khử được cái xung theo hai chiều khác nhau và nó san bằng điện áp được, rất là đẹp. Thứ ba là 7805 là họ 78 x thì chúng ta dùng 78 nào cũng được, ở đây tôi dùng 7805. Đấy, thằng này này nối với thằng này, cái này vẽ này thừa xấu kéo nó về. Đấy. Thằng này đưa xuống đây, kéo vào đây. Thằng này chính là âm của cả hệ thống. Thằng này nối lên đây, nối lên đây, nối lên đây, nối lên đây. Thì thằng này đưa ra. Thế đây đưa ra, chúng ta sẽ dùng một con tụ nữa ở đây. Copy này, Ctrl C, Ctrl V, lấy tụ ở đây và lấy một con nữa. À, cái tụ này chúng ta phải dùng loại phải là 1000 U. 1000 U tức là 1000 mi đấy, microfarad. Thế chúng ta có thể dùng con nữa là con tụ đầu ra này, chúng ta dùng loại nhỏ đó, tụ loại nhỏ nhỏ như này này. Đấy, ở đây tôi có mấy cái loại tụ như này, tụ to, tụ nhỏ. Đấy, tôi tụ 10 tụ loại này, loại chân nó nhỏ nhỏ hơn tí. Mình nhìn kiểu chân, ước lượng kiểu chân thì mình đặt giá trị của con này sẽ là khoảng 10 microfarad, đặt tên là 10 U. Tụ 104 tức là 104 là 10 nhân với 1 ghép với 0 tức là 10 nhân với 10 mũ 4. Microfarad tức là 10 và 10 nhân với 10 mũ 4 picofarad. Thì giá trị nó bằng 0,1 microfarad gì đó. Ở đây mình muốn là khi cắm nguồn vào nhá, cắm nguồn vào phát nó sẽ có một con led báo là đã có nguồn rồi. Như vậy thì mình sẽ thêm một con trở ở đây. Cho một con trở vào đây. Mình cho một con led vào đây. Đấy, led chọn led loại ở đây nhìn nhớ là AK hoặc là gì đó. Ở đây chọn lên loại led này nó 12. Thì cái chân nó sẽ tương ứng phải là 12. Đảo nó đi. Rồi, nối lên với nhau. Cái giá trị 10k này thì có được không? Cái led này là nếu mà dùng led ở đây là led siêu sáng thì 10k nó sẽ hơi lờ mờ. Hơi lờ mờ vì led báo nguồn mình không còn sáng. Nhưng mà lờ mờ sợ lờ mờ quá thì mình chọn là 4k7. Đấy. 4k7 hoặc 4,7k đấy. Ở đây nó chưa nối với cái gì đâu. Thế bây giờ mình cho một cái ở đây. Chính cái này chính là sẽ thông ra VCC. Và còn cái này sẽ thông xuống mát.
Như vậy toàn bộ cái VC và mát ở đây là hai cái nối với nhau. Đây này, giữ phím an xong kích chuột một cái thì nó sẽ ra tất cả cái màu sáng sáng này là nối với nhau. Đấy, kích chuột ra ngoài, giữ phím an, kích chuột một cái đây thì tất cả cái đường này là nối với nhau. Đấy, kích chuột ra mất. Như vậy xong cái này rồi. Xong cái LCD rồi. Đấy. Ví dụ cho thêm mấy cái nút bấm chẳng hạn. Nút bấm tôi đặt tên là button nữa. Cái loại này là loại nút bấm khá to. Đấy, thì cái nút bấm này cái mình chọn kiểu chân ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến kiểu nút bấm. Đây ví dụ như này. Cái loại này chẳng hạn. Cái loại đây này. Đây là đây chính là loại nút bấm mà tôi đang vẽ, tôi đang chọn đây. Giống như này luôn, nút bấm to. Ở dưới nó có hai cái chân. Đấy, đây. Hai cái chân. Cách khoảng cách với nhau là rất là xa. Đấy, thì nó chính là cái loại này. Thế còn có loại nút bấm khác là loại nhỏ hơn. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đây. Nút bấm nhỏ hơn này, bấm đây. Đấy, thì nút bấm này bé tẹo thôi. Nó không bền. Kém chất lượng kém. Rồi. Xong cái phần này nhá, thêm nút bấm vào. Thêm nút bấm vào. Đây. Cho một cái nút bấm đây. Xong là copy. Ví dụ tôi chỉ có cho 3 nút bấm thôi. Một cái menu, một cái tăng, một cái giảm hết. Cái ứng dụng nào thì thường như vậy. Cho cái này nó mát. Mấy cái này mình để mình nối nhanh rồi mình kéo một cái trong đây để cho nó nối tất cả với nhau. Nó bấm chuột đây, can trôn, kéo ra phát. Đấy, thế là cái này nó sẽ nối ra, xong xóa đường này đi là mình gấp có. Cái này mình đặt tên là bấm tab nhé. Là đặt tên là nút bấm 1. Nó sẽ tự động tăng này. Đây, 3. Đấy. Thì về sau mình nối nút bấm 1 vào đâu thì nút bấm 1 sẽ nối vào đấy. Thì ví dụ như nút bấm 1 ở sau mình sẽ nối vào đây chẳng hạn. Mình sẽ nút bấm 1 mình sẽ nối vào canal C, canal V. Bấm vào đây kéo sát vào. Sát vào. Ví dụ như tôi nối vào cổng E nhé. Đưa vào đây cho nối vào cổng E. Bấm ra, bấm vào đi bôi như này. Giữ control kéo nó ra. Như vậy nút bấm 1, nút bấm 2, bấm 3 là cho vào E. Ví dụ thế. Thì chúng ta hoàn toàn có thể cho vào cổng khác, cổng nào thì tùy. Đấy. Nút bấm này chưa được đâu. Nút bấm là phải thêm một con trở. Vậy ở đây copy canal C. Mỗi nút bấm phải có một con trở treo. Canal V. Trở treo đây thì chúng ta nên cho là 10k. Canal C, canal V. Canal V tiếp. Đấy, 3 con trở treo. Thế và bấm đây sang đây. Thế nhìn nó rõ. Cái con này nối vào đây. Con này nối vào đây. Và con này nối vào đây. Cái chân này, cái điểm giữa này này, nối ra đây. Thế còn cái này, này là nối ra ngoài. Đấy. Cái này cho nên VC. VC nên cho nó ra một tí, cái như thế. Kéo vào. Thực ra chúng ta nên, nếu mà chúng ta hay nhìn quen ấy, chúng ta nhìn như thế này. Nên chúng ta nhìn quen thì chúng ta lại nhìn như này. Thì nhìn như này nó thuận mắt hơn. Thì đưa từ đây ra. Đây nối hai cái thế rồi. Đấy, đây nối vào đây. Đây nối vào đây. Tức là ý là gì? Ý là cái này là điểm giữa, cái này nó nối ra nút bấm. Xong rồi nhá. Vậy chúng ta có nút bấm này, có LCD này. Xong rồi. Lưu lại, quên rồi lại không hiểu. Bây giờ cái này, các bạn nhìn này, ra hỏi chấm này. Nút bấm hỏi chấm này. Nó phải phân biệt nhau, đây nó có lỗi này. Đây chúng ta xử lý cái lỗi đấy. Chúng ta vào tool. Xong rồi for anode on schematic. Thì chúng ta thấy là có cái T và cái N. Thì bấm như này cho nhanh. Bấm phím T. Sau đó là mình tiếp bấm tiếp phím N. Đấy, N. Thì nó bảo là có 27 designer requiring update. Tức là có 27 cái linh kiện cần phải cập nhật lại. Có xử lý không, có thay đổi không, có không, có nhé. Thế là có. À, chúng ta còn thiếu một cái nữa. Đây chúng ta nhìn nhé.
chúng ta có thể thay đổi cái đấy bất kỳ lúc nào, bây giờ thành nút bấm 1, nút bấm 2, nút bấm 3 khác nhau. Tên cái này thành U1, cái này R3, cái tên của LCD là LCD1, cái này G là G1, cái này VR, VR1, R1, R2, có tên đấy. Bây giờ chúng ta cần một cái nữa, nó có mạch nạp. Cái chân nạp vào thì đây. Chúng ta cần chúng ta có cái mạch nạp này. Đây này. Cái mạch nạp loại này nó có 5 chân. Đấy, có 5 dây, 5 dây các bạn nhìn này. Có 5 sợi. 5 sợi. 5 sợi thì nó sẽ là V chân 1 ấy. Chân 1 nó vào chân 1 cho MC clear. Chính là VPP đấy. Chân 2 là chân dương. Chân 3 là dương, là dương 5V, chân 3 là chân mát. Còn hai chân tiếp theo là chân data và chân clock. Rồi 43. Thì chúng ta đặt như thế này. Có một cái là 5 chân thì chúng ta để cho nó đẹp mạch ấy, chúng ta hoàn toàn có thể lấy loại này. Đấy. Đây ví dụ như tôi đây có rất nhiều đây tôi mắc lần cả. Đây. Chúng ta sẽ hàn cái này lên mạch. Đấy. Cái này có 5 chân và không cắm ngược được. Đấy. Tùy xem là chúng ta có cái gì nhưng nên dùng như này. Đấy. Rồi, chúng ta ở đây là gì nhỉ? Cái đấy là header đúng không? Đấy. Header ở đây hai năn chuột một cái là header 5 là có 5 chân này. Place vào một cái. Quay sang chiều này cho đẹp. Rồi bỏ đây, cái này đi. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt mấy cái tên. Kéo cái này ra, đặt tên vào đây. Tên vào đây là VPP, tức là Voltage Programming. Vào đây 1. Sau đó tiếp thứ 2 là chân dương. Thì cái này ở đây với cái này copy ra vào đây là chân 1. Nên đặt chân 1 như này, về sau mình sẽ dễ nhìn hơn. Chân 2 là dương, căn C, căn V. Xoay ra, chân 2 là dương. Đấy. Kể nó tí tính sau. Cái chân thứ 3 là chân mát. GND. Đây. Chân thứ 4 là cái chân VGD này. Là chân 40 và chân thứ 5 là chân 39. Thì mình sẽ có là đặt cái này là PGD. Và cái này cũng là PGD luôn. Cái này là P, tiếp theo là PGC. Enter program clock ấy. Clock luôn. Đấy. Xong bôi đen một cái này, kéo nó ra. Đấy, xong bỏ cái bấm chọn mấy cái này. Xong rồi lôi nó vào. Thế cho đẹp. Mấy cả chắc chắn là nó nối. Đấy, xong kéo cái này vào. Rồi. Thế là đã xong. Chúng ta lại làm tiếp là tool và follow on semantic thay đổi. Yeah. Đấy. Nó sẽ thay đổi sao cho hợp lý. Xong. Như vậy sơ đồ nguyên lý của chúng ta đã vẽ xong. Đến đây rồi. Đã thư viện rồi, vẽ một sơ đồ nguyên lý xong rồi. Bây giờ đi xác định kiểu chân. Kiểu chân cho linh kiện. Thì kiểu chân cho linh kiện cái này tôi phải xê vào đã. Thì tức là cái này chân là gì? Thì chúng ta hoàn toàn có thể làm như này. Kích vào đây này, xong xem ở đây này cái footprint này, kích đúc chữ footprint này để chúng ta nhìn cái chân ở đây này. Xong là thế nếu đúng rồi thì cancel đi, cancel ok đi, nút bấm này kích đúc vào đây này. Chúng ta thấy đúng rồi, nhưng mà có những cái chúng ta không đúng thì sao? Nên làm thế rất là lâu. Chúng ta vào tool và footprint manager, tức là quản lý chân. Quản lý chân này thì chúng ta hoàn toàn có thể xem từng cái một. Đấy. Bấm vào đây là sẽ tất cả các linh kiện. Đây ví dụ cái này chưa có chân. Đấy, xem từng cái một xem cái nào có chân rồi, cái nào chưa. Thì ở đây nó có sắp xếp như này, đấy 18452 chưa có chân đúng không? Cái này có chân rồi nhưng không nhìn thấy. Thậm chí chúng ta remove đi cũng được, xong ép cũng được. Ép cũng được thì chúng ta biết cho cái gì vào. Bây giờ cái chân này này. Cái 18452 là linh kiện thiết kế tương đồng với cả 18F4550. Mà của tôi đang dùng 18F4550 cho dùng cái này cũng được. Đấy. Dùng cái kiểu chân của này vì chip nó giống nhau mà chỉ có khác nhau mỗi cái là tên của loại chip và chức năng của chip thôi. 18F4550 có thể giao tiếp được USB rất là mạnh. Thì kiểu chân là như này. Thì tôi hoàn toàn có thể là dùng một cái kiểu chân mà cho chân 40 chân mà lại chân cắm
TACT clip 447. Bây giờ chúng ta đi tìm cái kiểu mà 40 chân. Thì cái này phải nhớ rồi, phải tìm này, phải nhìn này, chứ không có cái mẹo nào đâu, trừ khi chúng ta thuộc rồi. Trừ khi chúng ta thuộc rồi thì mới có có nghĩa là gõ được thôi. Nhưng còn cái kiểu chân này thì lên nhìn trực tiếp như này, tìm để đầu tiên là để cho thuộc ạ. Cái nào mà có cái màu hồng hồng đây này là cái đấy có 3D. Bấm vào đây này, xong bấm 3D nó hiện 3D này. Bấm 3D đấy thì không làm gì được, nhưng bấm chuột trái thì có thể di được. Muốn quay thì giữ shift nhé, xong bấm chuột phải nhé. Đấy, giữ quay thì giữ shift xong bấm chuột phải thì mình có thể quay được như thế này. Đấy, mình xem như là nó có 3D hay không, thì cái nào có 3D thì ưu tiên, đúng không nhỉ? Đấy, thế nhưng mà tôi thì tôi không cần thiết phải 3D. Đấy, thì tôi vẽ cái này. Nhưng chúng ta hoàn trong này nó có rất là nhiều thư viện. Của tôi thì tôi có những cái thư viện mà nó đây nó có sẵn rồi, trong này nó có khá là nhiều, các bạn hoàn toàn có thể dùng cái thư viện nó có sẵn kiểu chân như này. Đấy, thì ở đây xem nào, 28 chân, 40 chân. Ví dụ như tôi để kiểu chân là 40 chân, tôi cứ để 40 chân như này đi. Đấy, cho nó hay là có cái kiểu khác để tôi tìm thử xem có kiểu khác nào không nhé. Footprint. Xem các cái kiểu chân khác nhau của các cái loại khác nhau thì nó của các cái thư viện khác nhau ấy thì nó có cái gì. Ví dụ như đây, tôi ưu tiên cái này. Tại sao lại ưu tiên cái này? Tức là từ nãy đi tìm chỉ tìm cái này thôi. Thì cái này đúng là 40 chân thật. Đây, chip của mình sẽ cắm vào đây. Đấy, chip của mình sẽ cắm vào đây. Nhưng cái này nó còn có hai hàng hai bên nữa. Để làm gì? Thì ý tưởng của tôi sẽ là cái chip mình cắm vào đây thì cái này này sẽ nối với từng cái này, nó sẽ nối với nhau đây, từ đây nối sang đây nối sang đây. Đấy, nó sẽ nối ra tương ứng. Cái chân nào mình cấu hình rồi thì thôi. Còn chân nào mà tức là ý là để mình cắm ra ngoài ấy. Cắm ra ngoài đấy thì nó đây nó kiểu này, nó kiểu như này. Nếu mà mình đây, ví dụ cái này của tôi thì chưa hàn đây, các bạn nhìn thấy đây cái hàng lỗ đây không? Đấy, nhìn thấy hàng lỗ ở phía trên này không? Bây giờ tôi hoàn toàn có thể câu dây vào đây được, cắm dăm vào đây được, như nào tùy đài. Phía bên trên này đây tôi nối ra đây này, đấy thấy không, nối ra này nó sẽ rất là tiện. Đấy, chân nào tôi cũng nối ra. Chỉ có điều là mình nối có nối hay không thôi. Thế khi mà về sau nối rồi ấy, thì nó sẽ trở thành giống như này. Đây. Giống như này. Thì ở trên đây này, đấy, mình rồi có thể đây mình hàn cái này vào. Mình thử cắm rút như này. Thế nó có phải là quá tiện không? Đấy, mà cái này của tôi thì cũng chính là thư viện đấy. Đấy, thiết kế cái này thư viện đấy. Thế còn cái này chẳng qua là gì? Cái này của tôi có thể là nhổ nó ra thì nó sẽ là một cái chân cắm bình thường thôi. Có cái kéo hay cái lấy cái kéo, lấy cái kéo. Đây, nhổ cái này ra. Đây. Thế nhổ ra. Cái loại chân cắm này của tôi cắm vào thì tôi phải cắm qua một cái đế đen. Cắm qua một đế đen để nếu nó hỏng thì hỏng đế đen thôi chứ không hàn. Thế còn ở dưới đây này nó lại có một cái đế đây, một cái loại như này. Đấy, lại như này. À, thôi chết rồi, mình vẫn còn thiếu. Nhìn vào cái này nhớ ra là vẫn còn thiếu. Thiếu thầy anh. Thiếu thầy anh, thầy cái mạch không mở chạy. Lấy nhớ ra rồi nhưng mà đến lúc làm mạch quá quên. Thôi nhưng không sao, ở đây có thể thiết kế sau. Thì ở đây mình có thể là dùng cái này rồi. Ok, chân cho chip 40 chân là dùng cái này. Đấy, rõ ràng. Đấy, vẫn có 3D đàng hoàng nếu muốn. Nếu muốn thì vẫn có 3D đàng hoàng. Đấy, xoay quanh như này. Cái chân cắm vẫn có thể cắm vào đây. Đấy. Rồi. Thế còn cái này thì không 3D. Mấy cái này không 3D. Chả này. Xong rồi tụ các thứ này. Nút bấm xong này. Chân cắm này xong rồi. À, nếu có 3D đấy. 5, header 5 này. 16 x 2 này. Rồi power. Vân vân. Accept.
Đấy, xong rồi bấm accept rồi, xong rồi bấm execute change, thay đổi. Ok. Đấy, cái này xong là thay đổi này lưu lại. Thế là còn một cái nữa đó là chân cấu hình lên hai hai chân. Thì nó có một cái đặc điểm như này này. PX18F, PX họ 18 ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể không cần thạch anh bên ngoài. Tức là để xét cái thạch anh nội, chúng ta hoàn toàn có thể xét được thạch anh nội. Đấy, nhưng mà đến PX dưới PX16, cái tầm dưới là không xét được. Cho nên chúng ta vẫn phải làm một cái mạch. Thế thạch anh thường là thạch anh là gì nhỉ? Thạch anh TH không có, thạch anh là Xtan. Xtan này, ok, thư viện này không có. Xem 5, à 5.9 thì làm gì có. Xtan là thạch anh, cái này làm gì có. Xem cái khác xem nào. NIC không có. Cái thạch anh bởi vì đây. Đấy, Xtan. Mình xem thằng này nó 3D trông như là, vì nó khó 3D tiện thể xem luôn. Giữ ship quay quay nhưng mà đây này, đây chính là thạch anh này. Đấy, anime này. Đấy. Thì ở trên mạch thật ấy, thì thạch anh nó đâu? Trên mạch thật thì thạch anh nó đây. Đây cái con mà màu sáng sáng như này. Đấy, thạch anh bên cạnh nó là hai con, nó có tụ. Con tụ này tụ 22 pi, đối với pic là 22 pi. Còn đối với 8051 thì là 33 pi. Các bạn đừng mơ nhầm cái đấy. Nhầm cái đấy là delay với timer nó sai đấy. Dán con ở đây. Rồi. Để 20 mê cũng được. Tụ với cái con này à, tụ cái con này không có, quay về thư viện 6. Tụ 22p này này, đấy, chân 22p. Thế cái này để về 2D nhìn nó dễ. Đấy, hai chân nó rất là bé. Tụ này có 22p của Farao. Đã tụ như này vào đây. Vào đây đi. Xong rồi nối hai này vào đây. Thạch anh thì nối với hai đầu của tụ thì nối với nhau, xong rồi nối xuống mắt. Thế còn cái này là chân OSC thì hai chân này nối chân nào cũng được, không quan trọng vì thạch anh hai đầu giống nhau. Đấy. Thế còn cái này là nối xuống mắt. Xong. Đấy, đây nó có cái thêm cái này, thêm cái này chính là đỏ đỏ này là lỗi. Tool for not all semantic. Yes. Lưu nó lại. Thế là mình kiểm tra lại xem là tool for measure, kiểm tra lại xem là chân nó thế nào. Kiểm tra lại một lượt lần cuối trước khi xuất sang máy in. Có vẻ đủ hết rồi. Nếu mà thiếu thì đấy. 16 x 2 hoặc 20 x 4 này cũng được, tùy. Thế nhưng cái này thì mình lại không dùng cái này. Cái này lại không dùng. Nó LCD nhưng mà đây các bạn nhìn này nhé. Ý tưởng của tôi là làm như thế này đi. Ý tưởng của tôi là làm mạch kiểu như này đi. Mình cắm chân như này mà. Cái này mình để ngoài mà. Đúng không? Cái này mình để ngoài này. Bỏ đi. Thế cái LCD 12 nó chỉ là một cái hàng này. Thế bây giờ để tới cái kia có vẻ là không hợp lý nữa. Nếu như mình gắn chặt đến chết bên trên mạch thì không nói, nhưng cái này nó tôi cắm thêm cho tôi để ngoài, không cần tôi rút ra để cái này tôi làm việc khác, gọi là mạch đa năng. Thế nó mới là đa năng. Thì bây giờ mình thay cái này đi, không để cái này nữa. Để đi cái LC có 16 chân đúng không, mình dùng một cái header 16 thì đây là cái header h này, header 16 chân đây, 16 chân đây, chúng ta hoàn toàn có thể làm cho cái LCD bình thường. Ok. Thế bây giờ nó chỉ là này thôi. Ok. Về sau về sau thì chúng ta sẽ làm cái mạch cắm ở đấy thôi. Thế là xong hết rồi đấy. Lưu vào. Mạch nguyên lý xong hết. À, còn có một cái nữa, đó là title. Đây là gì? Bản vẽ này là cái gì? Mã nó là làm sao? Cần tìm thì cần tìm như nào? Chúng ta vào place, xong rồi vào texting. Đấy, texting. Để vào đây. Xong bấm tab một cái. Chúng ta bây giờ chúng ta đặt cái tên cái mạch này là gì? Mạch đa năng. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng tiếng Việt có dấu. Nếu như chúng ta dùng bộ phông là
Time New Roman thì tức là Unicode 16 bit đấy, thì về sau tắt đi xong mở ra nó bị lỗi, nhưng mà bây giờ thì không sao. Ví dụ như này, mạch đa năng gạch dưới đi, để lấy cái giống giống như kia, PIC 18F, dùng chung cho họ 18F nhé. Đấy, trừ đi là thế thôi. Đấy, thì đây là tên là mạch đa năng. Thế còn cái phiên bản đây, chúng ta bấm tab một cái nữa. Của chúng ta cái mạch lúc nãy của chúng ta là cái gì thì bấm bỏ đi. Đây chúng ta vào lưu vào đây nhé. Bây giờ chúng ta muốn lấy cái dòng tên này thì làm nào? Gõ lại thì rất là mất thời gian, vào file này. Xong C và S giả vào thôi. C S thì chúng ta sẽ lấy từ cái đuôi này. Bỏ cái đuôi đấy đi, lấy từ cái này. Copy cái này. Xong cancel đi, thế không C và S nữa gì. Copy rồi đúng không? Bây giờ paste place gì texting, xong bấm tab một cái, Ctrl V, thế là chúng ta có cái đấy. Ok. Đấy xong. Thế về sau trên mạch của chúng ta sẽ ghi cái này, để tìm rất là dễ. Đấy. Ở đây có thiếu bản quyền đúng không? Bây giờ cần thì liên hệ với ai đúng không? Đấy, thì bây giờ cho thêm một cái nữa là Ctrl C, Ctrl V ở đây. Ở đây là Tuấn Anh KTMT a.gmail.com, thể hiện tính bản quyền tí. Bởi vì mạch làm ra là mất công mất sức lắm. Đấy, thì cần thiết thì liên hệ với cái này. Mấy cái tiêu đề này chúng ta hoàn toàn thay đổi. Đấy, không quan trọng lắm. Ví dụ như là tôi sẽ thay đổi như này cho các bạn nhìn nhé. Bởi nhìn như này nó có vẻ là xấu. Tôi không thích cái này. Tôi luôn luôn thay đổi theo ý của tôi. True file này, vào design này, project template, true file. Cái việc này không quan trọng nhé. Nói đi nói lại đó là việc này không quan trọng. Đấy, nhưng mà để cho đẹp ấy, thì cứ làm. Đấy. A4 của tôi dùng A4 MT trường đại học kỹ thuật công nghiệp, tôi có một cái thư viện mẫu như này rồi, thay đổi mình này thôi. Ok, đây gọi là template. Đây thì tôi có một file này đẹp, có logo của trường luôn, đây có mã sản phẩm, có tên mọi người luôn, có tên của tôi luôn. Tôi đặt cái này, tên bản vẽ là mạch đa năng, cái mạch đây là mã sản phẩm là thế này, đúng sẽ đúng ý của tôi hơn. Đấy, mà đến lúc in ra thì nó đúng cổ A4. Đấy, xong rồi, đưa vào lại. Bây giờ sang file project thì mấy cái library này không cần, chúng ta chuột phải vào đây. Đấy nhá, chúng ta quay lại cái phần bên này nhá. Đấy, xác định chân này xong rồi đúng không? Bây giờ chỉ còn tạo mạch PCB thôi đúng không? Thì tạo mạch PCB thì bây giờ là cái mạch in á. Chuột phải vào đây luôn, vào chỗ cái thư viện này này. Add new luôn, PCB luôn. Ok. Thì bây giờ nó sẽ ra một cái màu đen xì này, zoom lại thì các bạn sẽ thấy là đây nó như này. Bé tí ở đây hay to tướng là do chúng ta zoom ra. Đấy, nó sẽ có cái đường này này. Đấy, zoom nó có cái đường chỉ như thế. Thì ở đây các bạn nhìn là sẽ thấy này. Nó sẽ chưa được lưu đúng không? File, save vào lại. Đấy, save vào bố giấy. Thì bây giờ nó hỏi là save vào cái tên là gì? PCB1, PCB à? Không. Mình phải đặt tên để dễ tìm chứ. Đây mình chưa có tên đúng không? Bây giờ mình mới lấy cái này, quay lại cái này. Đây. Zoom nó lên, kích đúp vào thằng này, Ctrl C một cái để copy, xong rồi escape hết đi, xong sang bên này, Ctrl S, xong bây giờ mình Ctrl V thì mình lấy được cái tên này, nó sẽ hiện ra mấy cái kệ đấy nhá, bấm ra ngoài, để nguyên thì nó sẽ có tên là pcb.doc, .pcb.doc, để lưu vào đúng cái thư mục của mình nhá, save vào, xong cái này, lại save vào, đây. Xong, thế bây giờ có cái này rồi nhá, bây giờ sang phía bên này, lại sang mạch này, nó vào design hoặc là bấm D design trong update PCB đó của mình, update một cái này nó sẽ có tất cả các cái linh kiện mà chúng ta chọn lúc nãy. Bây giờ chúng ta view validate change, kiểm tra xem là nó cái sự thực hiện ấy, check ấy, nó có thành công hay không, thiếu cái gì thì sao thì báo lỗi. Đấy thì ở đây tôi thường là cái zoom này nó không dùng bao giờ cũng thế, tôi sẽ bỏ cái này đi vì cho cái zoom vào nó vướng. Các bạn có thể thử nhưng mà kinh nghiệm tôi là không nên dùng cái zoom này, bỏ đi. Execute change để thay đổi. Ok thì đây cái hàng done thứ hai này nó sẽ thay đổi nữa thêm vào. Xong rồi. Đấy.
bấm vào đây thử xem cái only solve errors, bấm vào đây để xem có lỗi được không. Không có, thế là ok rồi. Close lại. Bây giờ nó ra cái này, mạch bé tí chúng ta có thể zoom lại to tướng được rồi. Nhưng mà như này nó cứ díu díu ở góc thì rất là khó làm, rất khó chịu. Bây giờ cách làm như sau này: Ctrl A một cái để chọn tất cả linh kiện, xong bấm vào một linh kiện nào đó to nhất đấy để dễ bấm, bấm vào xong kéo nó lên, để kéo nó lên đây như này, thả ra, xong bấm ra ngoài một cái là tất cả cái đây cái chỗ khu mình vẽ nó sẽ chơi vào đây, nó hoàn toàn thể thay đổi được. Nhưng mà đây cái zoom zoom cái này, cái đường kẻ này tôi không thích đâu. Để bây giờ phải cấu hình cho thằng này trước, lưu lại, cho cái này đi để cho nó thu rồi. Thì đây này, zoom nó lên, zoom kỹ lên nó sẽ xuất hiện cái đường kẻ. Để ý là đặt linh kiện vào đấy thì nó sẽ bắt dính vào đấy. Đây ví dụ như này nhé, đặt linh kiện đây này, gì nó sẽ bắt dính vào cái khu này, nó có hai lớp gì nó sẽ dính nhảy này đấy. Đây là nó chuột phải vào đây, chọn option, chọn boat option đấy, thì ở đây chúng ta dùng đơn vị ở đây này là metric, xong rồi ok để nó nhận đơn vị metric đã. Xong chuột phải tiếp lần thứ hai vào option, vào boat option rồi chuột phải lần thứ hai. Bây giờ chúng ta chọn grid, kích group vào đây. Bản này của tôi là bản Antium 14, từ bản bản 10 trở lên là nó có cái giao diện kiểu này rồi. Thì ở đây là cái hai cái đường, cái step là từng bước một ấy, nó 0.27 mm, nó quá là nhỏ để chúng ta có thể thay đổi là thành 1.27 mm để cho linh xếp linh kiện cho dễ. Xong cái này này là chấm thôi, đốt thôi. Cái này là chấm thôi. Cái này là chọn, tức là cái lưới bên trong, cái hàng chấm bên trong và hàng chấm bên ngoài là gấp nhau 10 lần. Apply, ok hết đi. Đấy thì đây cái đường chấm chấm này, này. Zoom ra ngoài một tí nó còn có một đường chấm to này. Thế xếp linh kiện cho dễ. Rồi. Bỏ ra. Bước thứ 2 xong. Bỏ cái này đi cho màn hình nó rộng. Lưu cái này lại. Bước thứ 3 là bước rất là quan trọng, nó là chúng ta vào cái window này. Vào view, vào title vertical, tức là mình sẽ sắp xếp hai cái cửa hai bên như này, hai cửa sổ hai bên này để làm gì? Để mình lấy linh kiện theo nhóm này, xong mình vứt lên đây nó riêng. Bây giờ nhé, bấm sang phía bên này, bấm chuột sang phía bên này, xong kiểm tra tool này. Đấy, có cái chữ cross select mode mà được chọn đấy, các bạn nhìn được chọn rồi đấy nhé. Đấy, được chọn là được rồi. Đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ bấm chuột về, tôi quét mà cái này để tôi chọn bên này, thì sang bên này nó sẽ tự động chọn. Bấm chuột sang bên này một cái, xong rồi bấm vào tool này. Đấy, command placement này, xong rồi rectangle area within rectangle, tức là xếp linh kiện vào vừa vào trong một cái hình chữ nhật. Bấm vào đây, tôi bấm tạm đâu đó nguồn, tôi để tạm đâu đó ở đây. Đấy thì tất cả các linh kiện liên quan đến nguồn, chuột phải đi, tất cả linh kiện liên quan đến nguồn là nó sẽ sang bên đây. Đấy, xong bấm bên này, bấm cứ bấm ra ngoài, bấm chuột trái ra ngoài bình thường để cho nó mất cái này đi. Xong bấm cái này, xong bấm sang bên đây, nó lấy tool đúng không, là T đây, nhìn này, T xong đến là tiếp theo là O, Complement Placement, nhìn thấy O đâu, bấm O, bấm bất kỳ này, bấm O nó sẽ ra. Xong rồi cái chữ, trong cái chữ O này có chữ L đây này. Đấy, vậy T O L nhé. T O L nhé, thì chọn cái thứ hai, cái này là cái nút bấm. Mình cứ để đây, tí mình sắp xếp sau. Đấy. Thế, chuột phải để sắp xếp sau thành nhóm đã. Cái này là cái điểm mạnh nhất của Antium mà tôi dùng Antium chỉ vì cái này thôi. Bấm vào đây. Sang bên này bấm một cái T O L. Bấm vào đây, đấy, xong. Xong rồi cái này cho cùng nhau đi. Đấy, sang đây, chuột phải bình thường, T, O, L. Đấy, xong rồi, còn cái này thằng này nữa, chọn nốt. Bấm vào đây, T, O, L. Xong, hết tất cả linh kiện rồi. Như vậy nó đã nằm từng khu rồi. Bấm vào cái này kéo vào đây một phát thì nó sẽ nhập vào cửa sổ về. Xong lưu nó lại. Để xếp linh kiện thì bây giờ chỉ việc đơn giản là
nó cũng na ná giống như bên kia, cầm này xong kéo đi. Thế thì ở đây có một cái là ví dụ xếp chồng nhiều cái như này thì mình bấm như này, không biết chọn cái gì thì mình phải đưa chuột vào đúng cái mình cần chọn, xong bấm một cái thì nó sẽ chọn cái đấy. Đấy, bấm cái này, bấm phím dấu cách để quay. Chúng ta sẽ để như thế này, để này đi. Đấy, cái này là cái mạch, cái chính cái mạch nạp đấy, mạch nạp ICSP đây. Để như này đi. Còn cái này là cái mấy cái diode rồi mấy cái thứ để cho nó diode và trở chính ở chân chân số 1 đây. Cái này chân này quay như này đi. Bây giờ tiêu chí xếp là gì? Thì xếp là các cái đường dây này này là nó gần nhau để nó dễ chạy, thì dễ chạy mạch. Cái con này để vào đây. Nhìn, bây giờ phải nhìn đây này. Cái dây này mà vắt chéo như này này thì tí về sau chạy là không được. Thế mình bấm mà. Bấm vào đây chọn cái linh kiện này. Sau mình để dây để nhìn hai cái dây này, nó phải thẳng với nhau. Và khoảng cách như này là phải có kinh nghiệm đấy. Mình làm nhiều đi để mới có kinh nghiệm. Khoảng cách để linh kiện như nào là hợp lý. Đấy. Để làm sao để cho nó có không 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 gối vào nhau, không lẫn nhau, vẫn có thể chạy được mạch mà kích thước nó vẫn gọn. Đấy, thế này mình giấu hết bên trong rồi đấy. Xong rồi. Cái thứ hai, cái nguồn này mình bỏ lùi ra ngoài tí xếp. Cái nguồn này nó nhiều thứ quá. Tí xếp. Cái thứ ba, cái nút bấm. Nút bấm thì bây giờ nó có 3 cái đúng không? Bỏ cái con trở này ra đã. Nút bấm 1. Nút bấm 2. Nút bấm 3. Ơi. Đây, cho trở vào sắp xếp nào cho hợp lý nhỉ. Để đây đi. Lùi cái này ra tí vì nút bấm mà để sát quá có khi chả đẹp. Mình để cách cách ra tí. Đấy. Nút bấm 2. Bấm 3. Đấy. Hay là cái này quay ngược đầu lại cho nó gần. Đấy, xếp linh kiện nó cũng là một nghệ thuật. Nút bấm ấy thì lại thường gần với LCD. Đấy, mình kéo thành LCD hôm nay. Cái khu này là LCD. Nút bấm ấy thì bây giờ là nào nhỉ? Đây các bạn nhìn này. Tôi có một cái mạch như này. Tôi có một cái mạch như này mà bên để nút bấm kiểu gì? Cái này của tôi là tôi bố trí ở đây. Bố trí ở đây thì cái LCD LCD nó sẽ cắm vào đây. Đấy, LCD cắm vào đây thì nút bấm là phía bên này. Ví dụ khi dùng thì thò tay bấm như này. Đấy, thò tay bấm 1 2 3 4, ví dụ thế. Thì cái hiển thị ở đây, chẳng nhẽ lại nút bấm thiết kế đây thì mình bấm vào đây nó lại, khi mình vừa bấm, mình đang bấm nó che mất cái linh kiện, che mất cái chữ ở đây. Mình đưa lên 1 2 3 4 này có vẻ là hợp lý hơn. Xếp lại. Bởi vì cái việc xếp này là mình sẽ đi xếp lại rất là nhiều lần. Quay ra đây phát. Đấy, thế nút bấm mình sẽ bấm như này. Mình để một cái kẽ ở đây này, cái kẽ chỗ này này để có thể lùa cái tua vít hoặc cái gì đó để cậy con chip này lên được khi cần. Nhiều khi thỉnh thoảng cần cậy chip chứ. Đấy, cái này thì để như thế này để nó tránh cái này ra. Thế cái chân này có dài hay không? Cái này mình xếp như này thì làm sao biết được cái khoảng cách nó như nào? Thì mình có thể lấy thêm một con LCD nữa mình để vào đây. Đấy, cách một nhé. Lấy LCD ví dụ như này. Chúng ta có plate này. Plate đây có một cái là com len này. Com len thì ở đây chúng ta có thể lấy bằng cách là lấy một cái con LCD như tôi vừa lấy để xếp thử.
LCD. Đấy. Xếp thử thôi chứ mình không không đặt thật đâu. Thế bên đây, cái con bé bé chính là 16 x 2. Đấy thì để như này. Mình để vừa con bé bé thôi. Đấy rồi. Cancel. Đấy tức là mình lấy cái LCD này không chưa dính với cái gì đâu nhá. Mình sẽ để thử đấy. Đấy thì cái chân này mình sẽ để trùng với cái chân của LCD này. Cái chân 1 nó quay ra như này đấy, rất chú ý cái chân 1 đây này. Chân 1 này là phải trùng vào đây, để trùng luôn. Rồi. Thế cái này nó sẽ có chân ở đây thì mình cắm vào đây thì mình bấm vào đây. Nên là này, cái con này mình có thể để lùi lên một tí cũng được. Đấy. Để lùi cái LCD lên một tí, tức là mình sẽ cắm vào đây nhưng nút bấm nó ra tận đây. Đấy về sau mình sẽ cắt mạch ở đây thì cái LCD thò ra một tí không sao. Đúng không? Thế cái này là cái gì đây nhỉ? Sau cái G2 này cái gì nhỉ? Ctrl S lưu nó lại nhé. Lưu lại xong sang đây kiểm tra xem nào. Cái G2 là cái này. An với cả bấm cái này đây, nó nối vào đây thế nhỉ? Đấy thôi. Đấy. Ô thế sao bên kia nó lại không nối vào đâu, vô lý nhỉ? Hai cái nó phải nối với nhau chứ. Đây mà LCD đây mà. Mình kéo như này thì nó nối vào đây rồi mà. Thế còn cái LCD cái này ví dụ cái này bỏ ra thì nó nối vào đây rồi mà. Đấy, Ctrl F DU lại xem nào. À, lúc nãy là mình chưa nối cái gì đó, bỏ bấm vào đây. Ở đây là cái này cái designer là cái LCD mình mới thêm vào á. Nên bỏ nó đi. Không nhập. À, unknown pin. LCD trừ. À. To chuyện rồi đây. Ai da. Nếu mình dùng cái header này. À, cắm cái nguồn mạch. Máy lại hết pin. Rồi cắm điện lên kia. Đấy. Cái đèn lên bàn này. Rồi. Cái vấn đề này là vấn đề rất là phức tạp, rất là rắc rối. Rất là rắc rối. Ở cái chỗ là như này. Cái thằng này để kéo dài ra có khi nhìn thấy đây, thằng này là 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16. Nhá, tên chân là như vậy. Ok. Thế nhưng tên của thằng này tên chân nó lại là 8D8.D1 9.D2 10.D3. Cực kỳ nguy hiểm. Ở chỗ là đấy. Thì mình kéo thằng này ra. Mình thay thằng này vào một cái là 16 đi. Bởi vì tôi thiết kế cái này là sẽ có tên riêng, nhưng mà vì mình thay thế linh kiện cho nên là có một cái là header 16. Ô header 16 đây không có. À. Thay mình không thay nữa. Mình không thay nữa mà mình dùng trực tiếp. Mình dùng trực tiếp thì lại là thế này. Sang bên này. Đây này. Cái này nhá. Cái gốc của nó đây nhé. Cái gốc của nó đây thì cái bản gốc của nó lại có đúng tên. Thế lạ nhỉ. Mình bởi vì tôi thiết kế như thế. Chính vì tôi thiết kế như thế cho nên là bây giờ dùng như này. Bây giờ như này thôi đành phải bỏ cái linh kiện con này đi vậy. Đây như vậy. Bây giờ như này. Ctrl F bên này. Xong bên này mới nối vào. Ctrl F. Thì ở đây mình phải kích đúp vào đây để mình thay cái này, không phải header 16 nữa mà cái này phải là LCD. Đấy, LCD như này. Thiết kế chân nó như vậy rồi. Bây giờ sửa đi thì nó hơi phức tạp. Lưu lại. Xong rồi DU lại. Update đấy. DU designer update. Yes. Cái này có thêm không? Remove xong thêm. Bỏ mỗi cái này thôi để cho nó chuẩn. Đấy, thì nó sẽ remove một kia và nó thêm cái LCD vào. Đầu tiên tôi định là không dùng cái này.
xem hay là mình tìm xem có cái LCD 16x2 nào không, chứ cái LCD này nó vướng quá. LCD tìm xem trong này nhá, tìm trong này xem có cái LCD mình lấy bản mới nhất đi. 4.7 là mới nhất rồi đúng không? LCD đây, 16x2 đây, có đúng cái này rồi. Ok. Ok, ok. Lưu nó lại, DU lại, DU lại. Bật này đi. XQ. Ok, đấy. Thế nó còn đúng với 16x2, vẫn nối mình chân bình thường. Vẫn nối chân bình thường. Nhưng cái chân này mình quay như này, chứ bây giờ mình cái chân mình nên để ở đây. Mình kéo cái này xuống. Chân cắm mà. Để ở đây. Để về sau mình chỉ việc là cắm sang. Hai cái khác nhau, để lùi nó ra xa một tí. Như đây này. Nồi như này cách một đoạn đấy, mạch của mình sẽ như này. Thế thôi, hay là kéo cái này xuống nhỉ, kéo cái này xuống đây thì xuống đây cũng chả làm gì. Thế cái này là cái chỉnh biến trở để chỉnh chỉnh độ sáng cho cái ký tự trong LCD. Đấy, xong rồi Ctrl F lưu nó lại. Rồi. Tiếp theo mình xếp cái nguồn. Tiếp theo ví dụ mình để như này chẳng hạn. Mình xếp cái nguồn cắm này, nguồn cắm này. Cái này là cái nguồn cắm tròn, cái này là nguồn cắm vào da giữa bằng cái cọc ấy. Thế còn cái này là bốn con diode thì mình phải xem là để như này phù hợp chưa, thì nhìn thấy nó loạn, chân nó loạn hết. Hai con này thì nó nối với nhau này, hai con này nó nối với nhau, đây là hai con nối âm với nhau đấy, âm nối với nhau. Thế còn hai con này thì lại là nối dương với nhau đấy. Thế thì mình cứ để gần gần như này đấy, mình sẽ nối thằng này sang này, nối thằng này sang này, thế này là được rồi. Thế này thằng này ra dương, còn hai thằng này là vào đây đấy, đổ vào đây, nối ra đây, đây âm với dương xong thì nối thằng này vào đây đấy, thằng này cho vào một thằng tụ vào đây, nối một thằng tụ để đây đi, ở đây được không, ở đây thử xem nào, ở đây thì nối vào đây, mình ở đây thì quay thằng này, quay lên thằng này, quay lên đấy, xong thằng này là 7805 thì nó lại có cái chân này này đấy, lưu nó lại đã. Đây các bạn nhìn nhé, 7805 nó có một cái đặc biệt, đó là khi mà chạy thì nó nóng, khi mà chạy mạch thì nó lại nóng. Cho nên nếu mà để như này này, đây 7805 này, hàn 7805 kiểu này này. Đấy, nhìn cái con này, đây những 7805 hàn bởi ống này là rất là nóng. Cho nên là mình phải cần phải thêm một cái tản nhiệt kiểu như này. Đấy, cái tản nhiệt là kiểu như này. Đấy. Thì đây này, 7805 bên trong nó bắt thêm tản nhiệt bên ngoài. Thì cái tản nhiệt đấy đâu? Cái tản nhiệt đấy đây. Nó chỉ như này thôi, nó chỉ là một miếng nhôm thôi. Đấy, thì mình sẽ chừa ra cho nó một cái vùng để cho nó có cái tản nhiệt. Sau đó thì cái con này là led báo nguồn đây, led báo nguồn chung với này đây. Để cạnh nguồn mình cho đây đi, đây được không, tí nó không được mình sẽ khắc phải đổi lại. Cái này là tụ đầu ra, thằng này cũng là tụ đầu ra đấy, thì đây là khu vực nguồn. Nhưng có vẻ là nó không ổn lắm. Sắp xếp lại tí cho nó chạy mạch như nào cho nó hợp lý, mạch làm nên nó phải đẹp. Thế mình sẽ sắp xếp làm sao đấy cho nó đẹp nhất có thể. Cái chỗ này thì nên để thưa ra một tí. Tại sao lại lên để thưa cái chỗ này ra một tí? Vì như này,
đây. Ví dụ về sau mình cầm cái này nhé. Cái này mình cầm cái này. Mình cầm hai bên này. Để dù muốn rút ra là cầm hai bên này. Cầm này. Rút. Đấy. Thì cầm cái này mình phải có một cái không gian để mình cầm. Đúng. Có không gian đây cầm mình rút ra này. Cắn này. Đấy. Thế là. Thằng này mới đẻ như này. Đẻ này đẻ vào đây được không? Đây đi. Ok đấy. Thế bây giờ cái này thì cái LCD này kéo cả lùi cái LCD vào đây đi. Như này đi. Đấy. Thế xong rồi cái này thì để bây giờ quay ra đây được. Ai giờ vẫn hơi rồi. Thì thôi được rồi, không sao. Cho nó dài ra tí. Đúng không? Dài ra. Đấy kết đi. Bôi lên cả cái này để vấn đề. Cho cái này nạp vào chỗ này. Vậy sau mình cần mình cắm nạp cái mảnh nạp để khi nào đang phát triển mới nạp chứ. Rồi. Antonet nó lại. Sau đó thì chọn cái lớp KO, KO nếu mà long lên nhé, bình thường nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy chứ là keep out layer. Tức cái lớp bên ngoài tôi thích để short layer lên. Hoặc là để medium cũng được thì mình dễ keep out. Bấm vào keep out. Sau đó thì bấm vào đây. Đấy, cái bút đây. Bấm vào đây. Tạo ra một lớp keep out, lớp giữ bên ngoài. Bấm vào đây. Bấm vào đây nó cứ vuông vuông này, bấm với dấu cách một phát nó sẽ thẳng. Ok, cái này thì mình lại không cần cho lùi ra đây tí. Bấm dấu cách. Bấm vào đây, bấm dấu cách cho nó vuông ra. Bấm vào đây, bấm dấu cách cho vuông ra. Bấm vào đây, zoom lên. Bấm vào đây, nối cho nó chuẩn. Xong rồi. À, nối nốt đi, rồi hết đó thì bôi đen cái thằng này, giữ ship nhé, bôi đen thằng này, giữ ship, bôi tiếp thằng này, tức là mình chọn bốn cái đường vừa rồi, xong mình vào design, box shape, xong define from select object, thế vừa nãy mình chọn là bao một khung, bây giờ mình thiết kế là cái khung này là vừa cái này, xong bấm clear đây để cho hết đi, như vậy đấy cái của mình sẽ thò thò ra như này, đấy. Xong rồi lưu nó lại. Việc bây giờ chính là chạy dây. Chạy dây thì làm như này. Đấy, sắp xếp mạch xong rồi. Chạy dây bằng tay. Chạy dây bằng tay thì làm như này. Bấm vào design xong vào rule để xác định luật cho nó đã. Luật chạy dây đó. Xong cái đường này này, khoảng cách giữa các đường này này. Mình sẽ để là 0 chấm, gõ dấu chấm cũng được. 0.6 mm đấy. Xong bên width này này. Cái này mình để là 2 mm. Cái này mình để là 1 mm. Còn cái này là để 0.8. Đáp lại 0.81 ha. Ok. Chuyển thế thôi. Bây giờ cái này mình sẽ kéo xa ra một tí. Lùi ra một tí ra đây. Cái này lùi ra một tí ra đây. Xác định lại một tí. Đấy, đầu này đấy. Rồi mình đặt bấm vào cái chỗ này này, bấm vào đây một phát. Bấm phím tab. Đặt cái này là lỗ, một cái lỗ khoan, lỗ chân 3 mm, thằng này là 5, thằng này là 5. Xong rồi ok. Ok thì đặt vào bốn góc, một góc. Hai góc. Ba góc. Bốn góc. Ở đây thì mình đang thừa một tí ở đây để cho nó khỏe cái này. Mình có thể bấm về sau mình cắm LCD. Thì mình có thể cho một góc ở đây, một cái ở đây, một cái ở đây để cho nó khỏe mạch. Cái này là cái gì, tại sao lại khỏe mạch, lưu lại đã. Thì cái này chính là cái này. Đây bốn góc mình có bắt cộng đồng này. Về sau mình khoan lỗ, mình khoan lỗ ở đây. Đây các bạn tưởng tượng nhé. Đấy mình khoan lỗ như này. Thế là mình cho cái cộng đồng vào đây. Bắt được đây. Thế cái cọc cộng đồng này nó sẽ chống vào chân. Đây ví dụ này. Đấy, nó sẽ chống vào như này. Đấy, thì cái mạch của mình ấy nó không bị chọc xuống bất kỳ một cái gì phía bên dưới. Đấy, ý là như vậy. Đấy xong rồi nhá, cộng đồng xong rồi, bây giờ đi chạy dây. Thì cái việc chạy dây thì nó như này. Cái chân
nối vào đây nó lại không ăn nhỉ. Cái chân này về sau mình sẽ nối ra. Sau mình sẽ nối ra. Đấy, nhưng mà tất cả cái chân này, cái chân đấy chỉ để dự phòng thôi. À, bước thứ hai mình chọn cái bố tẩm, chọn lớp là lớp dưới nhé. Đây, chọn lớp bố tẩm, bấm vào đây một phát thôi. Đấy. Xong rồi mình chạy bấm vào đây. Để chạy dây. Để bấm vào đây, chạy sang đây. Chuột phải, bấm chuột trái nhé, bấm vào đây một phát. Nó sẽ chạy nối vào đây rồi bấm chuột phải để cho nó mất đi. Thì ví dụ mình chạy đường dài bấm vào đây nhé, xong bấm vào cái chỗ này nhé, bấm vào đây nhé. Bấm chuột phải. Cái thằng này nối cái nào nó đây chân nó sẽ sáng lên. Không nối vào cái khác được, nó tránh ngay. Đấy. Nó thông minh lắm. Đây nó nối vào đây. Đấy. Hết đi. Nối đây, nối sang đây. Nối sang đây. Nối thằng này sang đây. Đúng không? Vào đây. Thằng này đúng không? Nối vào đây. Bây giờ mình muốn thêm vào đây thì sao? Muốn thêm dây vào đây thì sao? Thì bởi vì cái đường này mình vẫn muốn nối vào đây mà. Đấy, cái hay là mình đang chạy dây bằng tay nhưng mình có thể cập nhật được. Thì bên này mình sẽ nối một cái như này. Bấm vào đây phát. Bấm vào đây, bấm đúng một cái đường này để cho nối tất cả các đường này với nhau. Rồi, mình sẽ không dùng đấy, bấm vào đây này. Dích ra một tí đấy. Để lấy. Bấm vào đây này. Dích cho một tí. Rồi. Delete. Thì đây nó có cái dấu chấm đây bởi vì là mình vừa mới dích cho một tí mà. Kéo vào. Nhá. Ctrl S. Lưu lại. Nó DU lại. Ô, nó cũng không nối. Hình như là khi mà chúng ta nối ra bên ngoài nó mới nối. Không được, không sao. Đấy không sao. Đây nối vào đây này. Nối sang đây này. Mình cứ nối cái chân này ra đó. Còn tí nữa mình nối đi đâu, cái nào dễ nối trước. Rồi. Đây chân bàn phím. Cứ nối thế này thôi, thế là nó mạch nó khác nối với nhau. Cái này chạy xa xa một tí thế này. Chúng ta nên nối là mấy cái nguyên tắc đó là cái mạch này, cái đường mạch này là to nhất có thể. Đường mạch thì là to nhất có thể. Thế nhưng mà cái khoảng cách giữa các đường dây lại là xa nhất có thể. Để khi mà làm mạch nó dễ, nó không bị chập. Đấy, thế là nối sau này nhé. Nối lên đây. Cái này thì nối vào đây. Cái này nối sang đây. Đây là cái mạch nạp ICSP đấy. À, cái đường này nối nó kéo dài dài xuống dưới đúng không? Đấy, có cái hay cho mình bàn tay thì mình có thể co như này. Sau đó thì nối vào đây. Đấy. Nhưng mà cái này 5V. Bấm khi mà ví dụ khi mà đang muốn giả nhé. Khi mà đang chạy giả mình bấm như này rồi nhé. Con chuột nó vẫn dính như này. Đấy, mình muốn lùi cái đường này đi thì mình lùi lại theo nó, không mình lùi lại cũng được. Nhưng mà làm như thế rất là lâu. Nhưng mình bấm phím xóa lùi, nó sẽ xóa lùi cái đường như này. Đấy, thì nó sẽ chạy nhanh hơn rất nhiều. Đấy. À, này không chạy vào trong được thì ta chạy ra ngoài. Vẫn còn đường để chạy mà đó. Miễn là nó nối với nhau là được. Cái này chạy đây. Bây giờ cái này là 7805 đúng không? Nối đây ra đây. Đấy.
cái chân này là chân dương da, làm nhiều đến lúc đọc mạch là phải biết nó là cái gì. Cứ nhìn thì sáng sáng nối với nhau. Thế ở đây tí nữa sẽ có mấy cái vấn đề, đó là có những dây không nối được, không nối được. Đây mình cứ nối dần này là nó cũng khác hết đấy, nhưng mà có sẽ có những dây mình không nối được vì nó cứ chèn lên nhau. Dây thì mình không biết là dây mình đang chạy bao nhiêu, thì mình bấm như này, đang chạy giả như này nhá, xong bấm phím tab thì thật ra đây là dây là 0.8, nhưng mà dây 0.8 này có vẻ trong cái này nó to quá, đúng không? Gõ dây là 1 mm, gõ hẳn 1 mm ở đây, ok, thì cái đường này của mình sẽ là đường 1 mm. Đấy, nối thẳng ra đây luôn. Thằng này còn đường đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây luôn, đi ra đây luôn. Đó. Thằng này nối lại đi ra đây. Chạy mạch này cũng nhanh lắm, chạy nó bằng tay, cho nên là mình có thể lựa chọn đấy. Ví dụ như này, cái đường này mình thấy gần quá không thích, mình chạy đường khác thì nó sẽ tự khắc xóa cái đường cũ đi. Nó hay thế mà. Đấy. Vẫn zoom bình thường, trong vẫn đang trong chế độ chạy dây zoom bình thường. Đây ở đây có một đường nữa này, cái này phải nhìn hết sức để ý, không mới làm ấy, nó sẽ bị cái hiện tượng là chạy thiếu đường, sót đường. Đây, nó vào đây. Lưu ý là hạn chế hết sức có thể, đó là chạy đường vuông góc. Chạy đường vuông góc là hạn chế lắm. Ví dụ như này, như này xong rồi chạy vuông thẳng như này là hạn chế lắm, không nên chạy như thế. Vì điện nó cũng giống nước ấy. Nó phải có cái đường cong cong như này để nó cua đi ấy, nó tốc độ nó mới nhanh được, dòng mới khỏe được. Cái này phải đi vòng tách ra một tí để về sau đỡ. Ví dụ như mình khoan lỗ ở đây chẳng hạn, có khoan lỗ chẳng hạn, chắc mình sẽ không khoan đâu, nhưng mà nếu mà mình có khoan ấy thì nó sẽ đỡ bị chạm chập. Đây nhìn như thế này là về sau là như này là làm sẽ khó, đưa ra đây này, chạy ra đây phát như này thì nó sẽ đẹp ngay. Cứ nhìn thấy đường mà còn đường đẹp là nối thôi. Nhưng mà lưu ý là nối đường ngắn trước, nối đường dài sau. Đường nó quan trọng nối trước, đường nó không quan trọng nối sau. À, đây. Đây. Đây phát sinh vấn đề rồi đây. Cái đường này sẽ không nối sang đây được. Nếu cái gì không rằng thì bây giờ mình mới tìm đường khác. Đây đường đây nó nối sang đây, thế nhưng mà mình nhìn cái đường này đây, ví dụ bỏ chuột chế độ đấy, giữ căn trôn bấm chuột vào đây, giữ căn trôn bấm chuột thì sẽ nhìn thấy là cái đường này nó sẽ sáng lên đấy. Thì mình có thể nối từ đây, nối vòng vòng vào đây, thay vì nối từ đây sang đây vì không chạy được mà, chúng ta sẽ nối từ đây nối ra đấy, nối vào đây, thế có nghĩa là nó nối với nhau rồi đấy. Cái hay của chỗ chạy tay là như thế. Đấy, ví dụ cái đường này là mình bắt buộc phải nối vào đây. Để tìm một cái đường nào đi. Để tìm được hết đường rồi. Chịu. Chả còn đường. Đúng. Đây nhé. Nối sang đây nhé. Chả còn đường nào. Thế bây giờ mình sẽ có cách nào. Bây giờ chả có cách nào. Nhiều cách nào, hoặc là giãn ở trên này ra, hoặc là cho thêm một cái răm. Nhưng mà cách đơn giản nhất đó là cho thêm một cái răm. Bấm vào đây. Chạy dây tiếp. Chạy ra đây lùi ra. Cái răm là cái gì? Thế là mình tạo ra một cái chỗ để mình câu dây phía bên ngoài. Bấm vào đây, chỗ đẹp mình sẽ câu ra đây đúng không? Để giữ can trôn và xít, xong lăn chuột một cái.
nó đã sinh ra một cái này gọi là cái vía để mình khoan lỗ, mình bắt dây. Thế nhưng mà cái vía này, nhìn cái vía so với lỗ chân này, đây nhìn mấy cái lỗ chân này thì cái vía này bé quá, cái vía bé quá. Thế bây giờ mình bỏ đi, bỏ hết chế độ đi, lưu nó lại đã. Nó mình sang mình sửa đây để khi mà cái vía nó to mình vào đi ra này, rule. Đấy, xong mình sang cái chỗ routing vía này. Thì cái bề ngoài đây này, này như nào chả biết, cứ bấm quen 2222 là cái bề ngoài là 2mm. Còn thằng này ở trong là .9, cứ .9 này, .9 là hợp lý, 1 thì to, 1.8 là hơi bé. Áp đang ok. Đấy, bây giờ mình chạy vía thì mình sẽ có bằng cách là mình sẽ kéo lùi rồi giữ gan trôn, xong bấm cái này kéo lên được. Con trôn bấm kéo đường đây, đấy bấm vào đây rồi nha, nó bắt rồi đấy nha, can trôn ship, xong rồi lăn chuột một cái thì nó sẽ sang lớp khác, bấm sang đây là phát. Cái này lớp thứ hai là lớp đỏ, lớp dưới là mình đang chạy lớp xanh, lớp thứ hai lớp đỏ. Lớp đỏ chính là lớp top, lớp top và lớp bottom là đối nhau. Lớp top là lớp gì? Lớp top là lớp phía bên trên đây này, cái phía bên trên bề mặt. Cái lớp dưới này gọi là lớp bottom đấy. Đây, cái dưới này là cái bottom nhé, phía bên trên này thì gọi là top. Đây các bạn nhìn các bạn nhìn kỹ này, đây ở đây có một cái trắng này, đây có một cái đây này, cái trắng với tẹo này, với tẹo đây nhé. Đấy, để câu chỗ nọ sang chỗ kia, đấy chính là cái răm hai đầu của nó, chính là gọi là cái view. Đấy, thì là nối sang đây, thế là về sau mình câu dây phát thôi, ngon lành. Xong chưa nhỉ? Ở đây nó vẫn có một đường sáng, chúng ta bấm clear để hết cái đường để cho nó sáng bằng nhau. Hết rồi đúng không? Nó sai gì đó. Xong lưu nó lại. Bây giờ mình đo thử xem kích thước của mình như nào thì mình vào đâu nhỉ? Vào đây, kích thước đây này. Bấm vào đây phát. Đấy. Bởi vì mình chỉ nhìn thấy, mình bấm một góc này này. Bấm vào cái đường thẳng đứng, mình chặn đường này với đường kia, bấm là mình đứng. Kéo ra đây, đây cái này nó không đúng kéo, bấm phím dấu cách mà nó sẽ thay đổi. Xong rồi bấm vào cái góc này. Nó sẽ bắt đường ngang hay là đường thẳng, bắt đường thẳng đây đi. Đây 14,99 tức là 15 phân đấy. Bấm vào đây, bây giờ bắt đường ngang, xong rồi bấm tiếp vào đây nữa, bắt tiếp đường ngang nữa, kéo ra đây, bấm phím dấu cách một cái, đứng ở đây 6,35 phân. Mình hoàn toàn có thể thay đổi các cái này được, hoàn toàn có thể tiết kiệm được. Thế nhưng mà đây là cái chạy đầu tiên và chạy ví dụ, cho nên mình sẽ không cần phải tiết kiệm cái này. Đấy. Còn các bạn về sau xếp linh kiện này càng sát nhau càng tốt, ý là như vậy. Sau đó thì bây giờ cái này thì nó có vẻ là chưa được. Mình như này, tất cả đường màu đen này là cái lớp đồng nó bị tẩy đi hết. Bây giờ tôi muốn là như này, đây các bạn nhìn mạch tôi làm nhé. Đấy nhá. Đây là cái đường chạy dây này, Đấy. Thế còn cái đường này là cái chỗ này nó làm gì có mạch đâu. Thế nhưng vẫn có đồng ấy chứ. Như thế này ấy thì khi mà hàn mạch ấy, thì khi mà rửa mạch ấy, thì cái phần này nó sẽ, tức là bị tẩy đi ít ấy, thì nó sẽ rửa mạch nó sẽ nhanh hơn, mà cái mạch của mình này nó sẽ cứng cáp hơn rất là nhiều. Đấy, nên là nếu mà không biết làm nhìn cái này xấu tệ. Đấy, đây làm gì còn tí đồng nữa đâu, nhìn xấu quá. Đấy, thì không được, nên mình phải làm cho nó đẹp. Thì mình bấm vào đây xong rồi cái đường này chúng ta gọi là đường pua. Đây pua thì nó có kết nối với cái đường dây nào không thì kết nối cũng được, không kết nối cũng được. Thường thì người ta chọn cái này là GND. Đấy, ok. Xong bấm vào đây, bấm sang góc này. Thế là hết góc rồi, chuột phải một cái thì nó khác tự chạy. Đấy, nó chọn này, bấm ra ngoài một cái. Thế nhưng các bạn nhìn này, đấy đẹp rồi, ngon chưa? Quá ngon, tức là toàn bộ cái đường màu xanh này là đồng hết. Đây các bạn hoàn toàn nhìn vào đây. Xin là này thôi. Đấy, chỉ có đường màu xanh thôi là đồng hết. Còn tất cả các chỗ khác là cái đường màu đen này là chỉ còn phít thôi. Nhưng vấn đề ở đây là cái đường hai đường này nó quá sát nhau này, gần nhau quá thế cũng không được đâu.
Bây giờ chúng ta sửa lại cái đấy là vào plate này, à vào design này, chọn rule. Chúng ta sửa lại khoảng cách clearance này, này cho nó rộng ra. Chúng ta để khoảng 1 mm, thường thì hay để tôi hay để 1. Ok. Đấy, xong bây giờ chúng ta kích đúp vào cái lớp này. Ở đây không kích đúp, không kích đúp được vì chúng ta đang chọn lớp tốt. Nên chúng ta chọn lớp bốt tầm này, xong kích đúp vào đây cái vì cái màu xanh của mình là lớp bốt tầm. Để như thế thôi, ok một cái. Nó sẽ hỏi mình là có chạy lại không? Review lại không? Có đây này, đấy. Rồi. Bấm ra ngoài rồi. Thì bây giờ tất cả cái khoảng cách giữa này hay này nó rất là xa nhau. Rất xa nhau. Thì cái này nếu về sau mình cần thì mình sẽ hàn vào một phát vào đây. Xong mình hàn nối sang đây. Đấy. Đấy, thế là xong cái mạch rồi. Ok. Thế bây giờ đến một cái bước cuối cùng. Nó xuất mạch ra file PDF. Xuất mạch ra file PDF thì ở đây chúng ta mong muốn là xuất ra tỷ lệ 100%. Thì chúng ta làm như sau. Bấm F hoặc là vào file. Bấm F nữa hoặc là vào fabrication output. Bấm F nữa hoặc là vào file nào. Tức là chúng ta có thể chọn 3 bước này hoặc bấm F. F thì nhanh hơn nhiều. Đấy thì đây là cái in ra máy in hoặc in ra file PDF. Nhưng cái file PDF của tôi là tôi cài máy in ảo nó mới ra PDF được. Bước đầu tiên chúng ta có mấy bước. Bước đầu tiên chọn 4 cái này này, chọn đi chọn lại 4 cái này thôi. Bước đầu tiên chọn Base Setup. Khổ giấy là letter, chúng ta phải chọn sang là A4. Cái mạch này chiều ngang chả biết bao nhiêu, nhưng mà đây nhìn thấy 1.83, tức là gần gấp đôi chiều ngang của khổ giấy letter. Tức là chúng ta chọn chiều đứng cũng được. Cái này các bạn về sau các bạn sẽ thấy là nếu mà không được thì chúng ta xoay giấy ngang ra. Chọn Scale Green, đây bây giờ nó đang fit thì không được, nó sẽ zoom hết ra đây. Chọn Scale, chọn này 1 rồi. Tức là 1, 1 đấy. Đấy, xong rồi bỏ hai cái này đi. À để vớt thì cả. Bấm sang đây là mono. Ok. Đấy. À thì căn vớt thì cả không phải rồi. Là căn horizontal để cho cái này nó căn giữa. Đấy, horizontal. Đấy thì cái này nó sẽ ra giữa. Ra giữa này. Đây vớt thì cả cái này bằng không. Đây nhìn này. Cái này của chúng ta là vớt đi. Ừ. Cho nên không cần. Để thế này cũng được. Thường là chúng ta phải để lên. Đấy nhớ 500. Đơn vị cái này nó lại là min nhé. Đấy thì cái này nó lên này tí. Thế về sau chúng ta in đây cái trang in này. Thì cái này nó đẩy lùi lên tí. Mạch nó mạch thật rồi. Có từ đây đến đây đấy. Đây một. Nhưng mà nhìn như này thì khoan như này không được. Về sau chỗ này là lấy cái gì mà đặt mũi khoan vào. Đấy, đúng không? Nên chuột phải vào nhé. Chọn cái thứ hai này. Chọn cái con configuration. Xong rồi bấm cái tờ này, cái tờ này của chúng ta đang chọn là tờ thứ nhất, tờ thứ hai. Cho nên ở đây sẽ lớp thứ nhất, lớp thứ hai. Để bottom layer đây. Bấm vào hold. Tích vào đây một cái. Ok. Đấy, chúng ta sẽ nhìn lại xem. Đây. Tất cả là có cái lỗ hết rồi. Cái lỗ khoan hết rồi. Ok. Ai dạ, nhìn mạch đây còn thiếu một cái nha. Thiếu. Plate. Chúng ta muốn ghi cái tên mạch này về sau tìm cho dễ. Tại sao là như vậy? Bây giờ tôi làm rất là nhiều mạch. Tôi làm hàng trăm cái mạch khác nhau. Thì mỗi một lần lắp đặt cho người ta rồi thì bây giờ mình muốn là cái mạch này của người ta bị có vấn đề, mình muốn sửa sang thì làm nào. Thì bây giờ đến đấy một cái nhìn trên cái tên này này. Đấy các bạn nhìn thấy không? MDL-SMTA-402V2. Cái này của tôi có nghĩa là mạch động lực step motor. TA là Tuấn Anh làm, 4 là năm 2004, 02 là tháng 2, V2 là version 2. Đấy. Đấy, chúng ta làm này. File C và S giả vào thôi. Copy đi các bạn này. Ctrl C bỏ ra, cancel đi. Sau đó thì vào đây. Hoặc là vào plate texting hoặc là bấm P và S. Nó sẽ ra cái này. Nó sẽ ra cái này nhìn chữ ngược đúng không? Bấm tab một cái. Thì chữ ngược hay xuôi là do cái mirror này. Ok. Thế nhưng lớp này bao giờ cũng phải là ngược. Tại sao thế?
khi làm mình, khi mình làm bài in ấy, mình sẽ lật mặt sau ra để mình làm, chứ mình không bao giờ mình làm mặt trước. Xóa cái này đi và dán vào đây. Máy động lực, máy đa năng Vic TA403. Ở đây có một cái là chiều cao 30mm đủ chưa? Chả biết đủ chưa, thử. Đây, ướm, ướm từ đây đến đây, được chưa? Còn chỗ nào rộng hơn không? Từ đây đến đây, chỗ nào rộng để 50mm đi. Thì mình sửa chỗ này 5. Ok, thì bấm đây. Nhưng mà nhìn cái này có vẻ vướng nhỉ. Bấm vào đây một cái đã. Không, bấm vào đây xóa cái này đi. Xóa này đi. Xong mình để cái đây vào đây đi. Hay vào đây. Đây, đây có vẻ là đẹp đấy. Để đây có vẻ được. Hoặc mình có thể để ra đầu đây tùy. Để cho nó tiện thì để. Nếu mà xóa vừa lại xóa đấy rồi thì bây giờ làm lại. Vì nó là để chạy lại, nếu không các bạn chạy lại thôi. Đơn giản. Chốt phải mình ta. Ok. Đấy, chúng ta có một cái tên mạch rồi. Xong. Lưu lại. Về bấm 3 chữ F nhé. F. Rồi. Đây ra đây. Các bạn thấy không? Để xem chế độ đây. Chuột phải để pan như này. Mày được nửa này. Đấy là đang nhìn, mình nhìn từ trên xuống cho nên cái này nó nằm ở mặt sau. Đấy, ý là như vậy. Xong rồi đúng không? Chọn Brin. Brin thì chúng ta hoàn toàn có thể pin Brin ra máy in, chọn loại máy in. Chọn loại máy in nào đó. Nhưng tôi ở đây tôi hay làm như này. Sang cái phía bên này. Đây là sơ đồ nguyên lý. Sơ đồ nguyên lý chúng ta vào file. Xong page setup. Cũng in cái này. Page setup. Thằng này chọn color. Phủ giấy là A4. Đấy. Print. Chọn máy in của tôi là PDF Creator. Ok. Nó sẽ in ra cái này. Nhưng chúng ta sẽ chưa in ngay. Mà chúng ta wait to collect. Tức là chờ để đợi thêm thằng một lượt thằng nữa để đây. Xong rồi nhá. Thằng này xong rồi. Đưa nó lại đã. Chuyển sang thằng này. Lại bấm 3 chữ F. F. Để chui vào cái môi trường là in ấn như này. Đấy. In ấn như này. Bây giờ chúng ta chỉ in trang thứ hai thôi. Bấm vào đây. Xong rồi chuột phải ở đây chọn Print. Và chỉ in current page thôi. Đấy. Vẫn là PDF Creator nhá. Ok. Thì bây giờ chúng ta sang cái phần phía này. Đây, PDF Creator đây. Thì bây giờ nó có hai, một cái thằng Schematic, một thằng là cái thằng này. Thế là chúng ta bấm vào đây để Combine All, hoặc bấm Ctrl A để Combine All, để gộp hai thằng này lại. Sau đó thì in. In ở đây thì bây giờ chúng ta mới đặt. Chúng ta đang có sẵn cái tên này rồi. Đặt lên tên luôn như thế này. Và cái title. Chúng lưu nó vào. Lưu vào, lưu vào đâu? Thế là các bạn sẽ lưu vào desktop, xong rồi hướng dẫn Antium như tôi đúng lại đúng không? Để luôn vào đây. Thì các bạn copy cái đường, tức là mở cái này ra. Bạn sẽ, của các bạn thì sẽ là như này, của tôi đang dùng kia của bạn sẽ là desktop này. Hướng dẫn Antium này, đây đúng không? Bấm vào đây xong copy Ctrl C cái đường dẫn này. Copy đường dẫn này xong sang cái bên Antium này. À bên đang in ấn này. Đấy. Ctrl V vào đây, kệ nó, tên nó khắc hiện lại sau. Đấy, hướng dẫn Antium bây giờ, hoặc là vào desktop vào ấy được. Lại. Đấy thì bây giờ nó sẽ mở ra một cái file, để file cái thứ nhất ấy là sơ đồ nguyên lý, và cái thứ hai đó là chính là cái máy in. Đấy, máy in. Nhưng mà máy in thường ấy nó sẽ in đây là trên đầu này. Đây là dưới cuối này. Thế ví dụ mình muốn in, mình tiết kiệm, mình cắt đoạn đây thì mình làm nào. Thế bây giờ tôi sẽ bày cho các bạn một cái mẹo nữa. Đó là chuyển cái này lùi đến đây. Thì chúng ta chuột phải ở đây. Chọn Page Setup. Và đẩy cái này nó lên tới khoảng 8000. Ok. Đấy, thì đẩy lên đến đây. 8000 lên đây thì nó sẽ in đây đầu tiên. Thế về sau mình chỉ có một mẫu giấy này thôi. Thì mình sẽ in cái thằng này. Đấy. Và in. Thì in current page. Ok. Save vào. Cái này thì save vào thẳng cũng được. Bấm vào đây này. Thì là cái này mình trừ là PCB này ạ. Về sau mình chỉ có mỗi thằng này để mang đi in. Để in cái này không có ủng nguyên lý. Còn cái kia, tại sao lại có cái kia? Rồi, xong rồi. Còn lâu lại. Thế tại sao lại có cái kia? Thì ở đây mình có hai cái.
Refresh đi. Nhá, đây mình có một thằng này và một thằng này đúng không? Thế bây giờ là thằng này thì bây giờ ví dụ như khi nào lúc này mình ngại, không biết cái dự án này nó có nghĩa là gì. Mình ngại, mình không muốn mở cái thằng Antivirus này ra này. Thế bây giờ mình mở cái file này ra. Thì đây nó sẽ có là đây, sơ đồ nguyên lý bên trên, file mạch bên dưới thì cũng có thể in được. Nhưng lúc nào chỉ mang đi in không thì mình chỉ in mỗi thằng này thôi. Và các bạn có thể làm là gộp hai cái thằng chuẩn này này, in thằng kia trước xong chỉnh đến thằng này sau cũng được, tùy. Thế rồi. Có bất kỳ cái thông tin gì mà các bạn cần tham khảo, cần hỏi thì các bạn có thể mail cho tôi qua cái email này. Anh ktmt@gmail.com.